chương 4240, xử lý toàn bộ. Các ngươi đang ăn mừng cái gì thế? Nói ra cho ta cùng vui nào. Lăng Hàn cười nói, năm người nam tử áo xanh im lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt khó tin nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Thừa nhận một kích của pháp khí, hắn lại không có việc gì. Bọn họ run rẩy, đây là quái vật, không ngờ giết hắn không chết. Lăng Hàn mỉm cười, lực công kích của tượng đá rất mạnh, cho dù là thiên đỉnh cũng không có khả năng thừa nhận nổi, nhưng nó còn kém xa mới đạt tới cấp bậc sinh đan cảnh, trình độ cứng rắn của nó chỉ tương đương 4 tới 5 đỉnh mà thôi. Nhưng Lăng Hàn vừa đột phá đã là ba đỉnh, mặc dù tu mỗi đỉnh không trọn vẹn, hắn lại là thiên tài ngũ tinh, chiến lực của hắn đạt tới trình độ năm đỉnh, cho nên hắn không dám xem thường uy lực của pháp khí, nhưng hắn có thể dùng toàn lực phá giải công kích. Tại sao ngươi không chết?" Nữ tử áo xanh cắn răng nói ra. "Bởi vì ta mạnh." Lăng Hàn nói, hắn lập tức xuất hiện trước mặt nữ tử áo xanh ngón tay búng một cái phốc một đạo chỉ phong bắn ra ngoài trên trán nữ tử kia chảy máu tươi thức hải bị đánh vỡ nàng chết ngay lập tức giết nam tử áo xanh giao pháp khí cho nam tử trang phục đen đối phương cũng kích hoạt pháp khí tấn công lăng hàn lăng hàn dùng một quyền đánh vỡ cột sáng hắn giết tới gần dùng một quyền tấn công nam tử trang phục đen nam tử trang phục đen vội vàng vận dụng tam giác thuẫn ngăn cản trước mặt mình âm nắm đấm nện vào tấm chắn không ngăn được hắn bị đánh bay về phía sau răng rắc, xương cốt gãy vụn, âm thanh đứt gãy vang lên không dứt bên tai, hắn và tam giác thẫn rơi xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa. Ba người nam cung thiến sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cầm bảo khí phòng ngự thì thế nào, người ta chỉ cần dùng quyền là phá hư, còn dùng tư thế bá đạo đánh ra một kích tiêu diệt nam tử trang phục đen. Đó là lực lượng đáng sợ thế nào, ba người kia không còn dũng khí liều mạng, thực lực chênh lệch quá lớn, có đánh cũng không thắng. Lăng Hàn cao mày, nói, xuất thủ, ta không thích giết người không phản kháng. Ba người nghe xong, ánh mắt bọn họ sáng lên, dường như phát hiện hy vọng sống sót, mỗi người đứng thẳng lưng, biểu hiện hùng hồn chịu chết. Lăng Hàn nháy mắt, phốc, trên trán nam tử áo xanh bắn ra một tia máu tươi, sau đó hắn ngã xuống đất, trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ mặt không hiểu. Người không phải nói không giết người không phản kháng sao, không thích, không có nghĩa là không giết. Lăng Hàn thản nhiên nói một câu, khốn nạn, người đùa giỡn chúng ta, quá hãm hại, quá nham hiểm. Nam Cung Thiến và và Nam Tử Áo Đỏ cầm vũ khí lên, nhắm ngay Lăng Hàn, thân thể bọn họ không ngừng run rẩy. Nội tâm bọn họ bị tuyệt vọng bao phủ, tại sao lại có tên biến thái như thế, hắn chỉ mới bước vào chú đỉnh, lại có thể giết thiên đỉnh trong nháy mắt, còn giết dễ như trở bàn tay. Còn có gì ngôn gì hay không? Lăng Hàn hỏi, ta bảo đảm sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài, về sau cũng không tới Nguyệt Hoa Tinh, cầu ngươi tha ta một mạng. Nam Tử Áo Đỏ nói ra, cúi đầu cầu xin tha thứ. Lăng Hàn không quan tâm, nếu đổi vị trí, đường nghiêm hoặc là kim dạ tuyết cầu xin đối phương tha thứ, đối phương sẽ tha cho hai người bọn họ hay sao? Sẽ không, hắn đánh ra một quyền, kinh quyền hóa thành trọng trùy, hàng loạt ký hiệu nổ tung và tấn công nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ hét lớn, hắn vùng đại đao trong tay chém tới. Phốc, trọng trùy đánh bay đại đao của nam tử áo đỏ, dư lực không tiêu, lại nghiền áp về phía trước. Lực quyền ép tới, nam tử áo đỏ chết ngay lập tức. Lăng Hàn lại nhìn sang Nam Cung Thiến, ánh mắt lạnh lẽo. Nam Cung Thiến vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ xuống mặt đất, nói. Ta nguyện ý quy thuận ngươi, ngươi để làm gì? Lăng Hàn nhàn nhạt hỏi. Ta là trận sư, thông hiểu trận pháp. Lăng Hàn lắc đầu, không khéo chính là, ta cũng là trận sư, không cần. Ha ha, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Đột nhiên Nam Cung Thiến lui về phía sau, vào lúc nàng rút lui, hai tay lay động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo hoa văn sáng ngời. Ngươi không có phát hiện vừa rồi ta vẫn bày trận hay sao?" Lang Hàn cười nói, "Với năng lực trận đạo của ngươi, ngươi đã sớm có thể bày trận này, nhưng ngươi lại không kích hoạt nó từ sớm. Để ta đoán một chút, kỳ thật trận pháp này không nhắm vào ta, mà là muốn giết đám đồng môn của ngươi, ngươi muốn độc chiếm bảo vật đúng không?" Nam Cung Thiến sợ hãi, tâm tư của nàng bị Lang Hàn đoán trúng. Phát hiện nơi này có chí bảo xuất thế, nàng lập tức bố trí trận pháp chung quanh nơi này, chờ bảo vật xuất thế thì nàng sẽ giết đám người còn lại. Tầm bảo trong di tích cổ, giết người đoạt bảo là việc rất bình thường. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lang Hàn chỉ nhìn một cái là đoán được tâm tư của nàng. Đoán được thì thế nào, trận pháp đã thành hình, người chờ chết đi. Nam cung Thiến cười lạnh, Lang Hàn cười nói, "Tốt, ta muốn xem trận pháp của người có gì lợi hại." Hắn triệu hồi hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, hỗn độn khí bao phủ, hắn như vạn pháp bất xâm. Lăng Hàn cất bước tiến lên, ngay sau đó hỏa diễm bộc phát và bao phủ hắn vào trong. Địa tâm hỏa, Lang Hàn lắc đầu, không tính là địa tâm hỏa, nhiều lắm chỉ là ngọn lửa bên ngoài địa tâm hỏa, uy lực quá yếu. Hỏa diễm gặp hỗn độn khí và bị nghiền ép, hỏa diễm bị dập tắt ngay sau đó. Hắn nhìn sang phía trước, một băng tiến ngưng tụ trong không gian và bắn về phía hắn, xèo, ngay sau đó có mấy chục băng tiến hình thành. Đinh 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 đinh, những băng tiến kia bắn vào hỗn độn khí nhưng không thể xuyên thủng. Từ khi Lang Hàn bước vào chú đỉnh, tính mạng của hắn càng liên kết với đế binh. Đế binh bước vào nhị tinh, hơn nữa còn là pháp khí cực phẩm trong nhị tinh. Không có biện pháp, ai bảo nó do mẫu kim tạo thành. Sắc mặt Nam cung Thiến càng ngày càng trắng bệch, nàng trăm phương ngàn kế bày trận pháp, nàng nguyện ý chôn giết đồng bạn nhưng không nghĩ tới lại không là gì trước mặt Lang Hàn, còn không thể phá tan phòng ngự pháp khí của đối phương. Không cần khổ sở, pháp khí này dùng mẫu kim đúc thành, là đế binh tương lai, nó vô địch cùng dai là đương nhiên. Lang Hàn từ tốn nói, cái gì? Đế binh Trái tim Nam Cung Thiến đập mạnh, nàng to gan lắm cũng chỉ dám đoán đó là thánh khí, không nghĩ tới còn cao hơn một cấp. Mẫu kim chế tạo thành pháp khí, khó trách châu bò như vậy. Nàng cắn răng xoay người bỏ chạy, nàng vừa chạy được hai bước đã dừng lại, bởi vì có một bóng người ngăn cản trước mặt. Chính là Lăng Hàn, sau khi bước vào chú đỉnh, tốc độ của Lăng Hàn đã tiến thêm một tầng, hắn có lực đánh một trận với cao thủ sinh đan cảnh. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Thiến trắng bệch. Lăng Hàn đã nói bí mật Đế Binh ra, hắn làm sao thả nàng rời đi chứ? Lại nói, nàng không biết bí mật Đế Binh, Lăng Hàn cũng không có khả năng cho nàng nói ra bí mật thánh khí. Nàng thở dài, nàng vỗ một trưởng vào đầu mình, nàng lựa chọn tự vấn. Chương 4241, về nhà. Lăng Hàn không vui không buồn, hắn không hưng phấn khi chiến thắng đối thủ như vậy, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, cần đặc biệt vui vẻ hay sao? Nhưng hắn hài lòng với thu hoạch hiện tại, một đan lô rất lớn một môn kỹ pháp cấp bậc tôn giả, còn có linh đồ năng lượng hủy diệt, đây là thứ vô cùng chân quý. Hắn lục soát thân thể nam tử áo xanh, hắn phải thu thiên văn ngọc trở về, còn có pháp khí tượng đá là mặt hàng cao cấp, có lẽ chín thành chú đỉnh không thể ngăn cản một kích của nó, hắn không thu được viên đạo thạch nào. Lăng Hàn cảm khái, sau khi có tinh võng, muốn đánh cướp sẽ không có thu hoạch quá nhiều. Hắn lại đi dược viên quan sát một chút, đáng tiếc nơi này bị bỏ hoang thời gian quá dài, phần lớn tiên dược đã chết héo, ít có vài cọng còn sống, quả của chúng không đủ năm, cho nên không thể dùng chế thuốc, Lăng Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Được rồi, đi thôi, Lăng Hàn rời khỏi kim phủ, hắn ngự khí bay về đế đô. Hắn đi vội trong đêm tối, hắn trở về đế đô trong thời gian 5 ngày, từ khi tu vi tiến thêm một bậc, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hắn lên tinh võng liên lạc với đám người nữ hoàng, cho nên sau khi trở về đế đô, hắn lập tức đi tìm đường nghiêm. Rốt cuộc người cũng trở về đường nghiêm nhìn thấy lăng hàn hắn như chút được gánh nặng ngươi không có số tài khoản tinh võng sao nhanh đi đăng ký đi cũng thuận tiện liên hệ nếu vì thuận tiện lăng hàn đã sớm kết giao hảo hữu với đường nghiêm trên tinh võng nhưng làm như vậy sẽ bại lộ bí mật hắn là tinh không đệ nhất nhân ít nhất là lúc này lăng hàn không muốn bại lộ thân phận của mình ha ha hắn cười cười hắn miễn cưỡng nói qua việc này nói ngươi và kim giả tuyết thế nào rồi hắn nhanh chóng di chuyển lực chú ý sắc mặt đường nghiêm ảm đạm còn có thể thế nào khó khăn trùng điệp đây là lời nói thật cho dù hai người tình đầu ý hợp nhưng với thân thế của bọn họ cơ hội tiến tới với nhau không lớn huống chi kim giả tuyết chưa chắc để ý tới hắn lăng hàn vỗ vỗ vai của hắn cũng không nói lời nào mặc dù hắn và đường nghiêm rất hợp duyên nhưng ít ra hiện tại không thể khuyên đối phương phản thanh long hoàng triều đúng rồi tại sao tới bây giờ ngươi mới trở về đường nghiêm hỏi bởi vì dính tới hoàng triều đời trước hắn cũng không thể báo cáo sự việc nếu không tra ra hắn có khả năng đạt được truyền thừa của kim gia càng có dâu dưa không rõ với hậu duệ kim gia hắn không có quả ngon để ăn thậm chí còn liên lụy đến đường ra lang hàn nhoẻn miệng cười ngươi không có phát hiện ta đột phá chú đỉnh sao a à, đúng thế đường nghiêm vỗ đầu một cái vẻ mặt hắn kinh hãi mới qua bao lâu ngươi đã đột phá rồi lợi hại không lang hàn cười nói lợi hại đường nghiêm cảm thán sau đó cười nói Ngươi sẽ không phải nói, sau khi ngươi đột phá đã làm thịt mấy tên kia đấy chứ? Thế nào, không được sao? Ha ha, đầu tiên, ngươi mới vừa đột phá, thứ hai, đối phương có năm chú đỉnh, thứ ba, bọn họ còn có một đại sát khí, có thể miểu sát tất cả chú đỉnh. Ngươi nói, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đường Nghiêm hỏi lại, Lăng Hàn cười ha ha, nói, đến, chúng ta giao thủ một chút. Được rồi, ta không muốn khi dễ ngươi. Đường Nghiêm lắc đầu, hắn là cường giả thiên đỉnh, tốt ta không ức hiếp ngươi, ta dùng một tay. Lăng Hàn nói xong, hắn thả tay phải xuống, chỉ dùng tay trái đánh với đường nghiêm. Ha ha, ngươi thật tự tin, đường nghiêm cười một tiếng, hắn xuất trưởng về phía Lăng Hàn. Hắn nghĩ rằng, thiên đỉnh đấu nhân đỉnh, kết quả sẽ là nghiền áp tuyệt đối. Ngay sau đó, hắn khiếp sợ không nói thành lời. Khốn kiếp, đây là nhân đỉnh, có nhân đỉnh mạnh như vậy sao? Hắn vội vàng kích phát thần thể, trong người hắn sinh ra hỏa diễm, ký hiệu phức tạp hóa thành lân phiến âm, um, chỉ giao thủ một kích, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, nhưng lực lượng lăng hàn vừa chạm vào đã thu lại, tự nhiên không gây tổn thương gì với hắn. Ngươi, đường nghiêm chấn kinh ra đầu tê dại, ngươi còn là người không, vừa mới bước vào chú đỉnh đã lợi hại như vậy, ngay cả ta suýt nữa không phải đối thủ của ngươi. Suýt chút, lăng hàn vuốt tay áo, có nên giáo huấn ra hỏa này một trận hay không? Đường nghiêm vội vàng khoát tay, ngươi vừa mới đột phá, ta khinh thường ước hiếp ngươi. Lăng hàn bó tay rồi, thật không có nhìn ra tiểu hầu ra cũng có phần vô lại như thế ngươi thật xử lý năm gia hỏa kia đường nghiêm tiến tới hắn cảm thấy khó tin nổi lăng hàn cầm pháp khí tượng đá ra hắn đưa cho đường nghiêm cái này đường nghiêm không tin cũng phải tin pháp khí đã xuất hiện trong tay lăng hàn việc này còn chưa nói rõ vấn đề hay sao ta rất ít bội phục người nào nhưng ta chỉ có thể nói chữ phục với ngươi mà thôi hắn tâm phục khẩu phục hắn lại nói tiểu tử ngươi nhanh tạo số tài khoản tinh võng đi với mức độ yêu nghiệt của ngươi, có lẽ sẽ tiến vào bài danh một vạn trong chú đỉnh cảnh đấy. Phó đạo là một cái kim tự tháp, tu vi càng cao, số người càng ít. Tinh không minh mông, cho dù chúc cơ cảnh dùng hàng tỷ mà tính, nhưng tăng lên một bậc thang, chú đỉnh cảnh chỉ khoảng trăm triệu, có thể tiến vào bài danh một vạn trong hàng ngũ trăm triệu. Đây là chuyện phi thường, trong toàn bộ thanh long hoàng triều, chỉ có hai chú đỉnh bước vào bài danh một vạn. Chỉ cần ngươi tiến vào hàng ngũ tám người, ngươi chính là chú đỉnh đệ nhất nhân của bản triều thấy Lăng Hàn vẫn còn mờ mịt, đường nghiêm giải thích. Hiện tại Thanh Long Hoàng Triều có hai tên chú đỉnh bài danh trước một vạn trên tinh võng, một là Hùng Chiêu, bài danh hơn 9.500, một là Lưu Vũ Ngâm, bài danh 8.800. Lăng Hàn lắc đầu, hắn nói, ta không có hứng thú với bài danh hư vô kia, hắn đang nói hư nói vượt, nhưng đường nghiêm lại tin lời hắn, bởi vì hắn biết Lăng Hàn là đan sư thiên tài, nói không chừng người ta đặt tinh thần vào đan đạo. Ai, hắn thở dài, nếu Lăng Hàn xông ra thanh danh hiển hách trong tinh võng, hắn là bằng hữu với Lăng Hàn cũng cảm thấy có mặt mũi. Tốt rồi, ta phải đi về trước, Lăng Hàn khoát khoát tay, "Được, có việc sẽ liên lạc lại." Đường Nghiêm gật đầu, hắn bị Lăng Hàn kích thích, quyết tâm trở về tu luyện thật tốt. Sau khi trùng tu hồn thiên kinh, chất lượng bí lực của hắn tăng lên vài cấp bậc, nói không chừng có thể chiến thắng Lăng Hàn. Nhất định như thế, Lăng Hàn về đến nhà, đám người nữ hoàng đã sớm chờ hắn vừa vào cửa, bảy tiểu hoa nhi đã xong tới, hổ nữ kêu khóc thật to, đám đầu củ cải các ngươi chiếm lấy lăng hàn, nàng làm sao ôm lăng hàn. Tránh ra tránh ra, lăng hàn là của nữ, phụ thân là của mọi người, bảy tiểu hoa nhi không nhường, ấu chỉ, đường vân nhi khinh thường, nàng liếm kẹo qua, cảm thấy việc này rất thú vị. Lăng hàn cười ha ha, hắn cảm thấy gia đình ấm áp. Trường 4242, trở lại hạt nhân phủ. Lăng Hàn truyền thụ hồn thiên kinh cho nữ hoàng, hổ nữ và đại hắc cẩu, mặc dù bọn họ tu hành công pháp cao cấp nhưng cũng phải để phòng vạn nhất, nếu như bước vào chú đỉnh nhưng không có công pháp tương ứng để tu luyện, như vậy phải làm sao bây giờ? Ví dụ như Lăng Hàn, hắn hiện tại sửa tu hồn thiên kinh, bởi vì cổ dương thiên kinh trúc cơ thiên không đủ trèo chống hắn tiếp tục tu luyện. Hắn quyết định bế quan mấy ngày, sau khi hiểu rõ hồn thiên kinh mới nắm giữ linh đồ năng lượng hủy diệt. Hồn thiên kinh rất dễ nắm giữ, mặc dù đây là công pháp do cường giả tứ cực cảnh sáng tạo ra, người khác sẽ nói nó huyền diệu cao thâm nhưng lăng hàn có thể dễ dàng nắm giữ công pháp thánh nhân hắn nắm giữ công pháp tôn giả càng dễ dàng không tốn bao nhiêu thời gian hắn có thể nắm giữ hồn thiên kinh chú đỉnh thiên so sánh với nhau hồn thiên kinh luyện hóa bí lực không thuần khiết như cổ dương thiên kinh nhưng không có biện pháp ai bảo lăng hàn hiện tại không có thiên tiếp theo của cổ dương thiên kinh hắn lại đi tu luyện linh đồ năng lượng hủy diệt kỳ quái chính là lần này vị diện chi lực trong cơ thể hắn không tiếp tục vận chuyển không có biện pháp, Lăng Hàn phải tự tìm hiểu, từng ký hiệu phức tạp không gì sánh kịp, hơn nữa quả thực không hiểu nổi, dường như đang vẽ linh tinh, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu không phải như thế, Đường Nghiêm và Kim Giả Tuyết cũng không thể liên tục quan sát nhưng không thể hiểu nổi. Lăng Hàn dùng năng lượng hủy diệt, từng bước từng bước so sánh ký hiệu với nhau, hắn bỏ ra thời gian 3 ngày mới phá giải một ký hiệu, hắn tràn ngập vui sướng. Đây là cảm giác thành tựu khó nói thành lời, hắn vận chuyển năng lượng hủy diệt lập tức phát hiện, dẫn động năng lượng hủy diệt nhiều hơn một tia, ít đến thương cảm, nhưng nó đã tiến bộ. Mỗi khi năng lượng hủy diệt nhiều hơn một tia, uy lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Tốt, tiếp tục. Sau khi thành công lần đầu, Hơ Lang Hàn phá giải ký hiệu còn lại dễ dàng hơn nhiều. Hai ngày sau, hắn nắm giữ ký hiệu thứ hai. Lại một ngày sau, hắn nắm giữ ký hiệu thứ ba. Lại nửa ngày, hắn nắm giữ ký hiệu thứ tư. Nhưng sau đó, hắn không thể áp suất thời gian nhanh hơn được nữa. Tiến bộ chậm đến mức thương cảm lăng hàn đóng cửa không ra ngoài hai tháng sau lúc này hắn mới phá giải tất cả ký hiệu hắn vươn tay oanh năng lượng hủy diệt quấn quanh nó đã mạnh hơn lúc trước gấp đôi đây vẫn không phải năng lượng hủy diệt hình thái cuối cùng lăng hàn líu lưỡi năng lượng hủy diệt có lai lịch gì hình thái năng lượng hủy diệt cuối cùng khủng bố bao nhiêu nhưng hai tháng qua đi hắn cũng nên đi ra ngoài một chút thứ nhất hắn đã bước vào chú đỉnh hắn cần đan dược cấp bậc chú đỉnh nhưng không vội bởi vì hắn đã ăn quá nhiều đan dược trong thời gian ngắn, trong cơ thể còn rất nhiều cặn thuốc, hiện tại ăn vào cũng không hiệu quả, chỉ lãng phí đan dược mà thôi. Thứ hai, hắn cũng phải đi hạt nhân phủ và thiên vũ phủ một chút. Đi hạt nhân phủ đương nhiên là tính sổ, mà thiên vũ phủ. Dù sao hắn cũng là độ ý, hắn nhậm chức trong thiên vũ phủ, đương nhiên không thể trường kỳ bỏ bê công việc. Lăng Hàn, nếu đi chung với ngươi, hổ nữ quấn lấy hắn, gâu, cầu ra cũng cố mà làm, ta sẽ đi chung với ngươi. Đại Hắc Cẩu châm chọc, nếu như Lăng Hàn vẫn là trúc cơ, như vậy nó khẳng định không sung phong nhận việc, nhưng lần này khác biệt, Lăng Hàn đang đi diếu võ dương oai đánh mặt người khác, nó cũng muốn tham gia náo nhiệt. Lăng Hàn cười cười, tốt, cùng đi, hắn mang theo hổ nữ, Đại Hắc Cẩu đi theo sau lưng, lúc này đi về phía giáp nguyên phủ. Ai, bằng hiếu, sùng thú của ngươi thật thú vị, còn mặc cả quần lót. Chưa đi được bao xa, có người đi tới và chỉ vào Đại Hắc Cẩu, nói đại hắc cầu thẹn quá hóa giận, lập tức xông đi lên cắn. Người mới là nhân sủng, gâu, xem cầu ra cắn chết ngươi hay không. Người kia chỉ là tầm bí cảnh, hắn nào chịu nổi đại hắc cầu, lập tức bị cắn kêu thảm không thôi. Sau khi trải qua việc này, đại hắc cầu có bóng ma tâm lý, nó đứng thẳng người dậy, hai cái chân trước chắp sau lưng, dáng vẻ khí phái mười phần. Huynh đài, sủng thú của người thật thú vị, còn tè ra quần. Cũng không lâu lắm, lại có người xông tới. Gâu, 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 đại hắc cầu bị kích thích sát mạnh nó không chịu nổi đi gần nửa giờ rốt cuộc bọn họ cũng tới giáp nguyên phủ lăng hàn dừng bước hắn ngẩng đầu nhìn lên cười cười hắn bước về phía trước nha lăng gia ngài trở về rồi đầu mục thủ vệ đi ra nhìn thấy lăng hàn đi tới hắn chạy tới gần và nói Ra, người đúng là nhớ bằng hữu cũ không quên thăm những lão huynh đệ chúng ta hắn nhìn sang hổ nữu cùng đại hắc cầu ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn xem mới trôi qua 4 tháng, bên người đã có mỹ nữ làm bạn, còn nuôi nổi sủng thú, tháng ngày trôi qua thật sự thoải mái. Gâu, ánh mắt của ngươi là gì thế? Trên đoạn đường tới đây, đại hắc cầu bị đả kích quá nhiều, mọi người đều xem nó là sủng thú của Lăng Hàn, hiện tại đang ở trạng thái gặp ai sẽ cắn ai, thấy ánh mắt thủ vệ không đúng, nó lập tức nhe răng. Lăng Hàn cười ha ha, hắn phất tay chế trụ đại hắc cầu, lần này bọn họ cũng không phải đến chấp nhặt với các thủ vệ. Bọn họ đi vào trong phủ, rất nhanh, tin tức lăng hàn trở lại giáp nguyên phủ truyền ra ngoài các hạt nhân cùng đi ra nghênh đón hắn đương nhiên cũng có ngoại lệ bốn người liễu huân vũ triệu tiếu dùng ánh mắt thù hận nhìn lăng hàn đàm chính kiệt là đầy tớ của liễu huân vũ hắn là kẻ xông lên đầu tiên lạnh lùng nói lăng hàn người không nên đắc ý phong hình cho dù được bệ hạ phong quan chức người có thể diễu võ dương oai trước mặt chúng ta hay sao lăng hàn thở dài nói người thật ngu luôn luôn không biết rõ tình hình hắn xuất thủ hắn tát đàm chính kiệt, trước kia lăng hàn còn là trúc cơ, đàm chính kiệt còn không phải đối thủ của hắn, huống chi hắn hiện tại đã là chú đỉnh. Hắn nâng trường tát một cái, bốp, đàm chính kiệt bị đánh nằm dưới đất. Lăng hàn cười nói, ta cũng không phải diếu võ dương oai, ta trở về nơi này để đánh các ngươi. Hắn vươn tay, phân biệt chỉ vào liễu huân vũ, triệu tiếu và hàn băng. Tốt, ta muốn xem ngươi đánh thế nào. Triệu tiếu đi ra, hắn bước về phía lăng hàn, bước đi rất nhanh hắn gần đây vừa đột phá, đã bước vào địa đỉnh, bởi vậy lòng tin ngập trời. Lăng Hàn, ha ha, đúng là yêu nghiệt, nhưng hắn đã tiến thêm một bước, muốn chân áp tiểu tử này còn không dễ như trở bàn tay. Từ nhân đỉnh đến địa đỉnh, nó khác với khai khiếu tăng lên tầm bí, thực lực sẽ gia tăng rất lớn, cho nên hắn có niềm tin tuyệt đối. Ngoan ngoãn cúi đầu cho ta, triệu tiếu tới gần, hắn muốn bóp cổ Lăng Hàn, Lăng Hàn xuất thủ, đồng thời dùng tay tắt triệu tiếu một cái. Bốp, một tiếng vang giòn tan, triệu tiếu cũng nằm xuống đất. Ngoá, lúc này, rất nhiều người giật mình, chương 4243, tính nợ cũ. Đây chính là triệu tiếu đấy, là cao thủ chú đỉnh, hắn bị một chút cơ đánh ngã. Đầm rồng hang hổ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Người chính là trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, nhưng cũng không thể mạnh như thế được. Ha ha, đại hắc cẩu rũi móng vuốt ra dẫm lên đầu triệu tiếu, nói bản tọa là chủ nhân của tiểu hàn tử, các ngươi dám khi dễ nhân sủng của bản tọa, hôm nay bản tọa sẽ giáo huấn các ngươi. Triệu tiếu chưa bị đánh ngất xỉu, hắn biết rõ móng vuốt của một con chó đặt lên đầu của mình, hắn tức giận muốn nổ phổi. Nhưng hắn là chú đỉnh cảnh, hiện tại lại bị một con chó trúc cơ cảnh dẫm dưới chân, hắn làm sao chịu nổi. Lang hàn mỉm cười, ta tới đánh các ngươi, hắn nhanh chân tiến lên phía trước, cũng ép tới gần liễu huân vũ cùng hàn băng. Liễu Huân Vũ và Hàn Băng không tự chủ lui về phía sau, Lăng Hàn tạo áp lực lên bọn họ quá lớn, giống như thần linh vô thượng tiến tới gần bọn họ. Làm sao có thể chứ, chỉ là một chút cơ. Ồ, oh, chú đỉnh, hai người đồng thời kinh hô, lúc này mới nhìn ra Lăng Hàn đã bước vào chú đỉnh cảnh. Cũng khó trách bọn họ không nhìn ra trước, bởi vì mới không bao lâu, bọn họ làm sao có thể tin tưởng Lăng Hàn đã đột phá chú đỉnh cảnh chứ. Cho dù biết Lăng Hàn bước vào chú đỉnh, tin tức này cũng quá kinh người nhân đỉnh đánh ngã địa đỉnh, chỉ dùng một tát, t, lăng hàn kéo dài truyền thuyết vô địch trong trúc cơ, thực sự yêu nghiệt như thế, một đường vô địch hay sao? Hai người nhìn nhau, không thể một lòng cầu may, vội vàng co cẳng bỏ chạy. Xeo, thân thể lăng hàn khẽ động, phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ nhanh thế nào? Ba, ba, hao tay hắn vỗ xuống, nhìn thấy liễu huân vũ và hàn băng đang nằm úp trên mặt đất. Tiểu hắc, người không phải rất hăng hái sao? Tiểu lên đầu bọn chúng đi. Lăng Hàn quay đầu nói với đại hắc cẩu, "Lan, bản tọa vẫn muốn mặt mũi." Đại hắc cầu quả quyết cự tuyệt, gương mặt nóng bừng, tiểu lên đầu chú đỉnh là việc quá dụ hoặc, dù sao đi tiểu đánh dấu lãnh thổ là bản tính của chó, cho dù nó đã có trí tuệ cũng không thể bỏ qua tập tính này. Hai người Liễu Huân Vũ sợ hãi gương mặt tái nhợt, nếu bọn họ bị con chó tiểu lên đầu, bọn họ làm sao còn mặt mũi gặp người. Hư, dám khi dễ lang hàn của nữ, đánh chết các ngươi. Hổ nữ lao tới đạp bốn người liễu huân vũ một trận. Mọi người nhìn vào trong mắt, nội tâm cũng cảm khái. Lăng Hàn chính là kỳ tích, tiến vào hạt nhân phủ không bao nhiêu ngày, hắn đã tạo ra phong vân vô biên, cũng trổ hết tài năng trước mặt bệ hạ, cũng thoát ra khỏi lồng giam hạt nhân phủ. Vốn cho rằng đây đã là điểm cuối của kỳ tích, không nghĩ tới mới trôi qua mấy tháng, Lăng Hàn đã cường thế quay về, hắn đánh bại tất cả đám người Liễu Huân Vũ. Châu bò, đúng là quá châu bò, bốn người Liễu Huân Vũ vừa giận vừa hối hận, sớm biết Lăng Hàn sẽ trở nên cường đại như vậy ngay từ đầu bọn họ đã dùng toàn lực nhắm vào, căn bản không cho Lăng Hàn cơ hội trưởng thành, nhưng bây giờ hối hận đã chậm, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Sau khi hổ nữ dẫm sảng khoái, Lăng Hàn dẫn nàng và đại hắc cầu rời đi, đi tới nơi hắn nhậm chức. Lăng Hàn, trong mắt người có còn thống lĩnh ta hay không? Nhan nhạc sinh thấy hắn xuất hiện, hắn sụ mặt quát mắng. Người âm thầm biến mất, người cho rằng đây là địa phương nào, người nói đến là đến, nói đi là đi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói, ta nể mặt ngươi, cho nên tiếp nhận án giết người hút máu, hơn nữa phá án trong khoảng thời gian ngắn, cũng bắt lấy hung thủ. Theo ta được biết, thời điểm ngươi báo cáo lên trên, ngươi đã ôm tất cả công lao lên đầu của mình. Được rồi, ta cũng lười so đo với ngươi, nhưng ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không thể không cần khuôn mặt. Nhan nhạc sinh lập tức thẹn quá hóa giận, đúng như Lăng Hàn nói, hắn thật sự chiếm hết công lao của án giết người lên đầu của mình, đây chính là mạng của một hóa linh chân quân đấy, công lao lớn đến mức nghịch thiên. Nhưng hắn tham công lao là một chuyện, bị Lăng Hàn bóc trần trước mặt là một chuyện. Hắn vốn khó chịu với Lăng Hàn, lại bị xé rách tấm màn che, hắn tức giận không kiềm chế được, hắn lập tức lao thẳng về phía Lăng Hàn. Hắn muốn Lăng Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng, về sau không cho phép đề cập một chữ tới vụ án hút máu. Lăng Hàn chắp tay sau lưng, hắn khinh thường xuất thủ. Nhan nhạc sinh lao tới, Lăng Hàn vận dụng sát khí công kích, khí thế đáng sợ quét qua, đôi mắt đối phương mở to, công kích dừng lại sau đó thân thể nhào về phía trước và nằm xuống đất trong tình huống cảnh giới giống nhau lang hàn vận dụng sát khí công kích một vạn người cũng khó tìm ra một người ngăn cản nổi gương mặt nhan nhạc sinh đầy kinh hãi hắn không cách nào tiếp nhận việc này chính mình lại bị khí thế của lang hàn ép nằm xuống đất một chút cơ hóa chú đỉnh Gia hỏa này đã bước vào chú đỉnh lão hắc giao cho ngươi lang hàn cười nói đại hắc cầu tiến lên phía trước một chân dẫm lên mặt nhan nhạc sinh nói lão tiểu tử là ai sai xử ngươi nhầm vào tiểu hàn tử nhà ta. Lăng hàn, ta chính là bát phẩm đội ý của triều đình, ngươi dám nhục nhã ta, ta sẽ không buông tha ngươi, triều đình cũng không bỏ qua cho ngươi. Nhan nhạc sinh giận dữ hét lên, đúng là quá mức, mình lại bị con chó nhục nhã. Ánh mắt của ngươi là gì thế? Xem thường cầu ra sao? Đại hắc cầu thức giận gào to, nó liên tục dẫm vào mặt nhan nhạc sinh. Lăng hàn, ngươi chờ xem, nhan nhạc sinh rất mạnh miệng, đương nhiên, có lẽ bối cảnh người sai xử hắn quá lớn, hắn không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng. Ha ha, cậu ra không chỉ được ngươi hay sao? Đại hắc cậu cười lạnh, nói, cậu ra thích kẻ tính tình kiên cường, không biết nó mò đâu ra mấy con lươn, sau đó bắt đầu cởi quần nhan nhạc sinh ra. Nhan nhạc sinh giận tái mặt, hắn dẫy dụa kịch liệt. Ngươi muốn làm gì, đương nhiên là bỏ lươn vào quần ngươi rồi. Đại hắc cầu nhếch miệng cười dâm đáng, vẻ mặt cực kỳ âm hiểm và bị ổi. Ngươi có biết lươn thích đào động nhất hay không nó bỏ vào trong quần của ngươi để hắc hắc ngươi nói chúng sẽ chui vào đâu toàn thân nhan nhạc sinh run rẩy con chó quá âm hiểm sao ngươi có thể nghĩ ra chuyện thất đức như vậy được a à, còn mạnh miệng đại hắc cầu nhét một con lươn vào quần của hắn chỉ có một con lươn nó chui vào quần đối phương nhan nhạc sinh cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mạng hắn đã tu luyện lục phủ ngũ tạng lớn mạnh lúc ở phàm cảnh nhưng nếu bị lươn chui vào trong lỗ đít không thậm chí mấy con cùng chui vào, bóng ma tâm lý sẽ lớn tới mức nào. Hắn bị dày vò một lúc, cuối cùng hắn không thể vượt qua bóng ma tâm lý của mình, chán nản nói. Ta nói, ta nói, chương 4244 công văn, nhan nhạc sinh mở miệng, hắn quyết định nói ra chủ sự sau màn. Người kia họ mã, tên là Mã Kỳ Vân, chính là một tên phó phủ chủ của thiên vũ phủ, là đại quan ngũ phẩm. Nhưng lang Hàn chưa bao giờ đắc tội người này, vì sao lại bị đối phương nhầm vào. Đối với điểm ấy, nhan nhạc sinh cũng không hiểu, hắn chỉ phụng mệnh làm việc, nào dám hỏi tại sao Mã Kỳ Vân muốn nhằm vào Lăng Hàn. a à, chẳng lẽ là người kia, bỗng nhiên Lăng Hàn nghĩ đến, hắn đã từng kết đại thù với Mạnh Dương Thành, mà Mạnh Dương Thành lại là hoàng chữ, 99% sẽ tham gia thọ yến Mạnh Vĩnh Hoa, như vậy đối phương nhất định sẽ biết hắn. Công nhiên sát hại một hạt nhân của nước khác, cho dù là hoàng chữ cũng không dám làm ẩu như thế, hơn nữa Lăng Hàn vừa mới nhận được phong thưởng của Mạnh Vĩnh Hoa, Ai động vào Lăng Hàn lúc này chính là không nể mặt Mạnh Vĩnh Hoa. Mạnh Vĩnh Hoa là người này, hỉ nộ vô thường, ai dám đối nghịch với hắn. Cho nên, Mạnh Dương Thành không thể công khai động vào Lăng Hàn, thế là hắn lại dùng ám chiêu, lợi dụng quy tắc hợp lý đối phó Lăng Hàn. Nghĩ như vậy, chuyện này đã giải thích thông suốt. Một tên hoàng chữ muốn Mã Kỳ Vân phối hợp một chút, Mã Kỳ Vân dám không nghe lệnh làm việc sao. Hơn nữa, việc này cũng không cần hắn ra mặt, chỉ cần chào hỏi là đủ, cũng không cần làm cái gì, cho nên Mã Kỳ Vân khẳng định nguyện ý giúp chuyện này. Nếu đã biết hắc thủ sau màn, Lăng Hàn cũng lười lãng phí thời gian với nhan nhạc sinh, trực tiếp quay đầu rời đi. Đại hắc cầu cười rất đề tiện, nó nhét tất cả lươn vào trong quần nhan nhạc sinh. Không, nhan nhạc sinh kêu thảm thiết, nhưng tu vi bị phong chế, hắn cũng không thể động đẩy, cũng không cách nào vận chuyển bí lực, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy khuất nhục. Lăng Hàn an tâm tu luyện, trước đó hắn cưỡng ép đột phá nên lưu lại rất nhiều di chứng, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn là chuyện không thể làm gì, nhưng phương diện khác có thể chữa trị, hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Một phương diện khác, hắn đang đánh đẳng cấp chiến trong tinh võng, đương nhiên cũng đổi lên cấp chú đỉnh cảnh. Trên thực tế, hắn không hề từ bỏ cấp trúc cơ, ngược lại hắn áp chế tu vi là đủ. Hắn khiêu chiến thủy nhất, hiện tại hắn cũng là chú đỉnh. Nhưng thủy nhất lại đưa ra hai điều kiện, thứ nhất, lần này bọn họ khai chiến, Lăng Hàn khẳng định muốn thu vé vào cửa, hắn muốn một nửa thứ hai phải đưa một nửa vé vào cửa lần trước cho hắn lang hàn không làm phân một nửa vé vào cửa hai lần cho thủy nhất chẳng phải hắn sẽ toi công hơn nữa dựa vào cái gì phải chia đều nhưng hắn còn gánh tiếng xấu lang hàn quả quyết không tiếp nhận ngược lại đi khiêu chiến vạn đạo và phá thiên dường như hai người này đã thương lượng với thủy nhất bọn họ cũng đưa ra yêu cầu tương tự khốn kiếp liên thủ lừa ta sao lang hàn quả quyết không để ý đến hắn bắt đầu đi phá kỷ lục nhưng mặc dù hắn tu ra ba tiên đỉnh cũng không đủ lại bị tinh võng nhận định là thiên đỉnh cảnh bởi vậy hắn ăn thiệt thòi rất lớn hắn không thể phá được bất kỳ ghi chép nào mặc dù đều chỉ kém một tia hơn nữa thậm chí chú đỉnh cảnh có thể thu đến cửu đỉnh cực hạn ý vị lăng hàn còn xa mới đạt tới cảnh giới chú đỉnh cảnh đỉnh phong hắn làm sao vượt qua các thiên tài vạn cổ kia lực chú ý của hắn chú ý vào các đan phương hắn muốn tìm đan dược thích hợp chú đỉnh sử dụng hắn nhanh chóng tìm ra đan phương tương ứng Tên là chú đỉnh đan, sau khi ăn vào có thể gia tăng tốc độ đúc thành tiên đỉnh. Đan phương có giá 300 vạn đạo thạch, lăng hàn không do dự mua lại. Dù trên tay hắn có không ít tiền, nhưng tiêu dùng cũng nhanh, bởi vì bên người hắn có mấy người nữ hoàng, đại hắc Cẩu hơn nữa nếu dùng thời gian thất, hắn có nhiều tinh tế tệ hơn nữa cũng không đủ dùng. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không thể ngồi ăn núi rỗng. Hắn đi tới thánh dược đường một chuyến, nơi đó có lượng lớn dược liệu, chỉ cần có tiền là đủ tăng thêm hắn có thân phận đan sư nhân cấp hạ phẩm, cho nên hắn có thể mua các loại dược liệu mình cần. Quy củ cũ, hắn giao tiền cho hổ nữ, lại thông qua tài khoản hổ nữ tiến hành giao dịch, như vậy sẽ không bại lộ bí mật hắn là tinh không đệ nhất nhân. Hắn bắt đầu luyện đan, mới đan lô tự nhiên có đất dụng võ. Những ngày hôm nay, Lang Hàn nghiên cứu không ít lần, hắn đã quen thuộc nên vận dụng như thế nào. Từ góc độ luyện đan, hỗn độn cực lôi tháp dùng tốt hơn rất nhiều, bởi vì năng lượng thiên địa lưu chuyển, áp chế trình độ trôi chảy sẽ tăng lên quá cao sau khi thất bại ba lần lăng hàn đã luyện ra chú đỉnh đan đáng tiếc hắn hiện tại không thể ăn trong cơ thể còn quá nhiều dược tính vì kiếm tiền hắn bán ra rất nhiều hóa cơ đan đừng nhìn đó là tiên đan cấp bậc thấp nhất nhưng có rất nhiều người bỏ giá cao để mua giá cả còn hơn xa chú đỉnh đan lúc trước lăng hàn mua xuống tấm đan phương này chính là vì lợi ích kinh tế của nó đáng tiếc cuộc sống yên tĩnh không tiếp tục bao lâu lăng hàn bị một tờ công văn điều đi muốn hắn tới binh trường vào ngày mai trong công văn cũng không nói rõ xảy ra chuyện gì nhưng đường nghiêm lại tìm tới rất nhanh đến đánh một trận ra hỏa này lôi kéo lăng hàn đi đấu võ trường bằng không khai chiến trong thành lực phá hoại của chú đỉnh quá lớn lăng hàn im lặng sau khi bị hắn đánh bại vị tiểu hầu gia này đã cố gắng hơn nhiều được thành toàn cho ngươi hai người đi đấu võ trường đường nghiêm chọn một gian phòng chiến đấu và tiến vào oanh đường nghiêm vừa ra tay đã dùng đại chiêu toàn thân tỏa ra hỏa diễm, có hàng loạt ký hiệu lưu chuyển, hắn giết tới. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, sau khi đổi tu hành hồn thiên kinh, lực lượng của Đường Nghiêm đã ngưng thực rất nhiều, đồng thời uy lực một kích cũng mạnh hơn trước gấp 4 năm lần. Nhưng ở trước mặt hắn, chút lực lượng này không đáng chú ý. Lăng Hàn định cho Đường Nghiêm một chút mặt mũi, hắn quần nhau với đối phương, thẳng đến hơn 100 chiêu, hắn mới nhìn chuẩn cơ hội, một kích đánh vào sơ hở của Đường Nghiêm, từ đó đánh bại đối phương. Vẫn thua ngươi, Đường Nghiêm thở dài nói ra, nhưng tổng ánh mắt lại đầy hưng phấn. Trước đó hắn không địch lại một chiêu của Lăng Hàn, hiện tại hắn có thể đánh hơn trăm chiêu, có thể thấy được mình tiến bộ rất lớn. "Ngươi không nhường ta chứ?" Hắn lại hỏi, "Ngươi cứ nói đi." Lăng Hàn cười, "Nhường, Đường Nghiêm khẩn trương, ha ha, rốt cuộc có nhường hay không?" Ha ha, Lăng Hàn từ đầu đến cuối không trả lời chính diện vấn đề này, sau khi về đến nhà, hắn lại hỏi, "Lần này ngươi tới đây tìm ta là có nguyên nhân sao?" đây là một nguyên nhân, đường nghiêm cười cười, ngươi thu được công văn chưa? Có, Lăng Hàn gật gật đầu, nói, ta đang muốn hỏi ngươi có việc gì, xảy ra chuyện lớn, đường nghiêm nói nhỏ, ảnh Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên đánh tới Phú Kim Tinh, đây là tư nguyên tinh trọng yếu nhất của chúng ta, thừa thải các loại khoáng thạch kim loại chân quý, vũ khí, khôi giáp quân đội chúng ta sử dụng đều dùng vật liệu đến từ Phú Kim Tinh. Nếu như Phú Kim Tinh bị chiếm, chúng ta sẽ thiếu tiếp tế, trận chiến tranh này sẽ càng khó đánh chương 4245, xuất trinh, cho nên nói, Phú Kim Tinh là khu vực chiến lược chỗ trọng yếu, quan trọng nhất. Trước đó, mặc dù ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói là tiểu đà tiểu nháo, làm cho Thanh Long Hoàng Triều phái ra lượng lớn cường giả đi đến tiền tuyến, cũng không thực sự khởi xướng thế công lớn. Nhưng lần này khác biệt, ảnh Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên phát động trọng binh, đánh một vòng lớn và xâm nhập Phú Kim Tinh, trực tiếp đánh vào mệnh môn của Thanh Long Hoàng Triều. Nếu mất Phú Kim Tinh, Thanh Long Hoàng Triều sẽ mất đi tiếp tế chiến lược, sẽ phi thường bất lợi khi đánh đánh lâu dài. Cho nên, vì biểu đạt quyết tâm không thể mất phú kim tinh, Thanh Long Hoàng Triều liền quyết định động viên tuổi trẻ Tuấn Kiệt Đế Đô, quan ra đời thứ hai, tạo thành một chi quân đội đi tới phú kim tinh chiến đấu với ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Lăng Hàn sờ mũi, hắn cảm thấy khó chịu, hắn không có hảo cảm gì với Thanh Long Hoàng Triều, cho dù vì hắn hay suy nghĩ vì đám người hầu ca, Trần Phong Viêm, hắn đã đứng ở mặt đối lập của Thanh Long Hoàng Triều, hiện tại bảo hắn đánh nhau vì thanh long hoàng triều lăng hàn không muốn hắn không chọc một đao sau lưng đã là không tệ lắm rồi còn muốn hắn bán mạng lại nói hắn không phải hạt nhân sao tại sao lại điều hạt nhân ra chiến trường nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra thanh long hoàng triều đang rất gấp muốn phát động các nhị thế tổ lên chiến trường đây là biểu thị với quốc dân bọn họ sẽ không bỏ mặc phú kim tinh cho nên không thể thua trận này không quản lăng hàn có nguyện ý hay không giữa trưa ngày thứ hai, hắn vẫn đi tới binh đài. Không đi chính là ngang nhiên kháng chỉ, trừ phi lập tức trở mặt. Một tên quan viên đang đọc chỉ, là mấy đại nho trong triều viết ra hịch động viên, cũng biểu đạt oán hận khi ảnh Nguyệt Hoàng triều xâm lấn, dùng từ hoa lệ, vô cùng điều động cảm xúc, ai nghe cũng cảm thấy hùng hồn, hận không thể lập tức xông vào tiền tuyến, cho dù trôn xương cũng không hối hận. Lang Hàn tin tưởng, những người này cũng chỉ nhiệt huyết trong 5 phút mà thôi, cũng không cần đi phú kim tinh, đại khái sau khi động viên xong, bọn họ sẽ hối hận xanh ruột. Nói tóm lại, đây là một lần động viên rất thành công, mỗi người đều đỏ mặt, tràn đầy ước mơ, ai cũng mơ ước giết địch báo quốc, thành lập cơ nghiệp bất diệt. Cuối cùng, quan viên tuyên bố, ba ngày sau, tất cả mọi người cùng leo lên không hạm tiến thẳng tới Phú Kim Tinh, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Tại sao là dùng không hạm không phải truyền tống trận? Bởi vì ảnh Nguyệt Hoàng Triều vừa xâm nhập Phú Kim Tinh đã khống chế truyền tống trận, nếu bọn họ sử dụng truyền tống trận đi, truyền tống người tới, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng bằng vào một ý niệm của người khác. Sau khi Lăng Hàn trở về, hắn thương lượng với đám người nữ hoàng một chút. Lần này đi Phú Kim Tinh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nơi đó cũng tràn ngập kỳ ngộ, bởi vì Phú Kim Tinh là tư nguyên tinh màu mỡ, thừa thái tài liệu cao dai, còn có một chút tiên dược, nếu hái được, sẽ có trợ giúp lớn với tu hành của hắn. Nhưng lúc Lăng Hàn xuất trinh rời đi, hắn không có khả năng mang theo người nhà, hơn nữa Lăng Hàn đi một mình, hắn muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, sẽ ít đi rất nhiều cố kỵ. Sau khi suy nghĩ liên tục, nữ hoàng, hổ nữ và các tiểu hoa nhi lưu lại nguyệt hoa tinh, nhưng đại hắc cẩu và sắc chư lại có thể dùng thân phận sủng thú đi theo lăng hàn. Ở đây, đương nhiên sắc chư một trăm cái không nguyện ý, nhưng nó phản kháng bất lực, mà đại hắc cẩu vui sướng đi theo, gia hỏa này thích nhất tham gia náo nhiệt. Thời gian ba ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, mọi người tụ tập tại nơi chỉ định, sau đó lên hạm. Rất nhiều người, một chiếc không hạm không thể chứa nổi, phải xuất động 12 chiếc không hạc, nghe nói điều động cả hoàng chữ tham gia, đây là cơ hội lập công rất tốt, nói không chừng có thể trổ hết tài năng, trở về sẽ được xác lập thân phận người thừa kế. Rất nhanh, không hạm xuất phát đi thẳng tới Phú Kim Tinh. Lăng Hàn chờ trong phòng, hắn trừ tu luyện ra, hắn chỉ ngâm mình trong tinh võng, trừ có thể chiến đấu ra, còn có bí cảnh có thể thăm dò, cơ bản đều là tồn tại trong hiện thực, hoàn toàn chuyển vào trong tinh võng, hắn sử dụng thần thức thể nghiệp, tìm hiểu bí cảnh, phi thường có ý nghĩa trừ việc này ra hắn còn học tập trận pháp mới từ khi tu vi tăng lên khả năng ảnh hưởng thiên địa đại thế của hắn cũng tăng lên có thể bày ra trận pháp cường đại hơn hắn thông qua tinh võng mua một bộ trận pháp tên là cực lôi trận xem như phi thường lợi hại trong trận pháp nhị tinh người không hiểu trận pháp tiến vào sẽ bị lực lượng lôi đình oanh tạc đến chết mới kết thúc lang hàn còn thuê thời gian thất nhưng vì tiết kiệm tiền hắn cũng không dùng gia tốc cao nhất từ nguyệt hoa tinh đến phú kim tinh cần đi trong tinh không một tháng hắn thuê 30 ngày đi, xuyên qua từng lỗ sâu, tinh thể tài nguyên phong phú hiện ra trước mặt. Nhìn từ xa, đó là tinh thể lớn màu tím, bị bốn khỏa mặt trăng vây quanh. Không hạm bắt đầu hạ xuống, thông qua tinh võng liên hệ với người trên mặt đất, định vị tốt địa điểm an toàn và tiếp đất. Xeo, một vệt ánh sáng từ trong phú kim tinh bắn lên cao, đánh vào một chiếc không hạm, ngay sau đó hào quang sáng rực nổ tung. Cũng may, không hạm đã sớm mở hộ thuẫn ra, nếu bị đánh chúng trực tiếp, không hạm sẽ giải thể ngay lập tức. Địch tấn công, người nào trên 12 chiếc không hạm đều tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng bọn họ không nhìn ra góc nào công kích trên phú kim tinh, cho nên cũng không thể khởi xướng phản kích. Lại nói, phạm vi không hạm công kích không lớn như thế. Người công kích chính là cao thủ tuyệt thế, vô cùng có thể là đại năng cấp giáo chủ. Xeo, lại có một tia sáng đánh tới, không hạm không thể tránh né tránh phải, nó chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, ầm, hộ thuẫn vô hình hiển hóa, nó không ngừng rung động. Mau hạ xuống, mau hạ xuống. 12 chiếc không hạm đều hạ xuống, hiện tại chỉ có thể bị đánh, hộ thuẫn sắp không chịu nổi oanh kích như thế, khẳng định sẽ bị đánh nổ. Hiu hiu hiu, một tia sáng nhắm vào chiếc không hạm kia, quả nhiên, sau khi bị oanh kích 30 lần, quang thuẫn của chiếc không hạm kia đã bị đánh nát, lại đánh tới từ đường riêng, không gian kia giải thể thành trăm khối nhỏ. Có người giết ra bên ngoài, có người may mắn không chết, người nào cũng điều khiển pháp khí bay lên, muốn bay tới chiếc không hạm khác, hoặc trực tiếp hạ xuống lục địa, nhưng vận tốc gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh trong tinh không lại chậm như rùa bò. May mắn chính là, chiếc không hạm giải thể cũng không phải là chiếc lang hàn đang ngồi. Nhưng chiếc không hạm kia bị đánh nát, đối phương lại nhắm vào một chiếc khác, không khéo lại là chiếc lang hàn đang ngồi. Ngoá, trời sập, đại hắc cầu hoảng sợ gào lên, ô, sắc chư kêu thảm thiết, nếu nó còn ở thiên hải tinh, hiện tại khẳng định đang ăn cơm tán gái, làm gì có nhiều nguy hiểm như thế, hỗn đản. Lăng Hàn thong dong chấn định, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hỗn độn khí bao phủ hắn vào trong, hắn phỉa phòng ngừa vạn nhất. Banh banh bành, thân hạm chấn động, hộ thuẫn thừa nhận oanh kích liên tục, nó đang ở biên giới vỡ vụn. Chương 4246, toàn quân bị diệt. Sắp vỡ rồi, đại hắc cầu ôm lấy đùi Lăng Hàn, nó há to miệng, lúc này gấp tới mức sủa gâu gâu gâu. Sắc chư hoảng hốt, mặc dù nó vạn pháp bất xâm, giống như vĩnh viễn sẽ không bị thương, nhưng từ thực lực thì nó chính là con heo phổ thông, vạn nhất lơ lửng trong tinh không, nó phải mất bao lâu mới có thể rơi xuống tinh cầu. Hù chết chưa đại gia, hỗn đản, lang hàn bắt lấy sắc chư, hắn không quản đại hắc cầu, bởi vì gia hỏa kia đang toàn lực ôm đùi hắn. Trong không hạp, hỗn loạn tưng bừng, người người cảm thấy bất an. Mang một bầu nhiệt huyết tới đây, kết quả tốt rồi, chưa nhìn thấy địch nhân ở đâu đã bị đánh mạnh, nội tâm rất nhiều người hối hận không thôi. Âm, uhm, hộ thuẫn không hạm bị đánh nát, sau đó một tia sáng đánh tới chặt đứt không hạp, dư lực bắn ra bốn phía, cũng đánh vỡ không hạm thành trăm khối nhỏ, còn có vô số mảnh vỡ nhỏ bé. Lúc này có lực lượng cường đại nắm lấy lăng hàn, cũng kéo hắn lướt nhanh trong tinh không. Trong không hạm trước đó có áp lực ổn định, nhưng bây giờ thân tàu vỡ vụn, áp lực biến mất, từ đó mọi người đều lơ lửng. Trừ việc đó ra, hàn khí điên cuồng ập tới, chỉ trong nháy mắt xương lạnh bao phủ toàn thân lăng hàn, đại hắc cầu và sắc chư biến thành băng chư và băng cầu. Lăng hàn tạo ra màn sáng tinh thần, lúc này hàn khí bị xua tan ra khỏi cơ thể, hắn kéo theo hỗn độn cực lôi đáp xuống một mặt trăng bay quanh phú kim tinh. Không có biện pháp, những tinh thể khác đều quá xa xa, sử dụng nhục thân bay đi cần thời gian mấy chục hơn trăm năm hơn nữa, trong quá trình này không có lực lượng thiên địa bổ sung, không bao lâu sẽ làm người ta tử vong. Lỗ sâu, có thể dùng nhục thân xuyên thẳng qua lỗ sâu, người phải có thực lực hóa linh chân quân mới làm được. Hơn nữa, bay về phía phú kim tinh, chỉ cần bị loạn kích đánh chúng, bảo đảm ngươi sẽ chết ngay lập tức. Cho nên, từ suy tính tổng hợp, hắn nên trốn vào một mặt trăng cho an toàn. Lăng Hàn sử dụng tốc độ cao nhất, hắn bay với tốc độ gấp 40 lần vận tốc âm thanh, hắn nhanh không hợp thói thường, nếu không phải có màn sáng tinh thần bảo vệ, bảo đảm đại hắc cẩu sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ. Trên đường đi, Lăng Hàn nhìn thấy từng chiếc không hạm bị đánh nát, rất nhiều người lựa chọn giống như hắn, đều bay về hướng mặt trăng. Cũng không phải không có người lựa chọn bay tới Phú Kim Tinh, nhưng cơ bản bị quang chảm đánh nát. Có lẽ là đao quang, Lăng Hàn phỏng đoán, trước đó hắn ngồi không hạm bị đánh vỡ, hắn ở cự ly rất gần cảm ứng tia sáng kia, nó là đao quang rất bá đạo, hắn suy đoán trên phú kim tinh có cường giả dùng đao xuất thủ đánh lén đại quân viễn trinh của bọn họ. Thậm chí, cường giả kia có khả năng là giáo chủ. Bởi vì bên trong quân viễn trinh đã có hóa linh chân quân, nhưng lại không thể đối kháng với đao quang, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Chỉ qua vài lần như thế, 9 trong 12 chiếc không hạm bị đánh vỡ, cương giả bị đánh chết, hai chiếc rút lui thành công, một chiếc đã hạ xuống mặt khác của Phú Kim Tinh, có khả năng hạ xuống an toàn. Vấn đề là, chờ bọn họ trên mặt đất là đại quân của ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Từ tình báo truyền về lúc trước, ảnh Nguyệt Hoàng Triều dùng thế xét đánh lôi đình đánh chiếm nửa giang sơn Phú Kim Tinh, nhưng bây giờ đã qua một tháng, có thể có biến hóa hay không? Toàn bộ Phú Kim Tinh đã rơi vào trong tay ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đương nhiên, Hiện tại nói những việc này đã không còn ý nghĩa. Phú Kim Tinh rất lớn, mặt trăng Phú Kim Tinh cũng rất lớn, bởi vậy, có rất nhiều người nhìn thấy lăng hàn bay xuống mặt trăng, nhưng khi bọn họ đáp xuống đất thì khoảng cách rất xa nhau. Đây là một mặt trăng thiếu sinh cơ, khắp nơi đều là màu xanh, nơi này cũng không phải không có sinh cơ, có chút nham thạch ẩm ướt, trên đó có rêu xỉ màu đỏ sinh trưởng, cho thấy sinh mệnh lực cường đại của chúng. Không có không khí, trọng lực cực yếu, chỉ hơi dùng sức sẽ nhảy lên rất cao đầu tiên phải tìm nơi trốn, sau đoạt công kích đầu tiên của ảnh Nguyệt Hoàng Triều, khẳng định sẽ có quân đội giả soát những cá lọt lưới như chúng ta. Lăng Hàn nói, ai, tiểu hàn tử, người tuyệt đối là tảo bà tinh, người xem đi, còn chưa tới đích, chúng ta suýt nữa bị đánh thành cái sàng. Đại hắc cầu phàn nàn, sắc chư liên tục gật đầu, trên mặt đầy oán khí, nó bị kéo đi chứ không phải nó muốn đi, hỗn đản. Lăng Hàn cười ha ha, nói, không trải qua mưa gió, làm sao nhìn thấy cầu vồng, yên tâm, không có việc gì, có ta đây. Hắn nhìn chung quanh, đi nơi nào đây, hắn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy tại nơi xa xôi có một ngọn núi. Đi, hắn bắt lấy đại hắc cẩu và sắc chư, ngựa khí bay về phía ngọn núi kia. Sau nửa giờ, hắn đã tới chân núi. Đây là ngọn núi lớn nhưng đều là nham thạch trụi lùi, có một ít hiện ra thu hoạch màu sáng bóng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ở nơi này, Lăng Hàn nói, tốt nhất có thể tìm được một khối mẫu kim, Cầu gia cũng muốn chế tạo một kiện đế binh thuộc về mình. Đại hắc cầu tràn đầy lòng tham. Lang hàn cười, đế binh của ngươi có phải là đồ lót mẫu kim không? Gâu, không cho phép cầm việc này đùa giỡn cầu gia. Đại hắc cầu đáp, sắc trư không nể mặt mũi cười khẩy. Đại hắc cầu tức giận đến nhào tới cắn. Mặc dù chiến lược của sắc chư rất cặn bã, nhưng phòng ngự lại là vô địch, mặc cho đại hắc cầu cắn thế nào cũng bình yên vô sự. Tiếp tục vết miệng chế diễu đại hắc cầu. Đi xem một chút, Lang hàn lên núi hắn nhìn chung quanh, hắn có ra hư không thú, có thể ẩn giấu bản thân rất tốt, trừ phi là cấp bậc hóa linh chân quân mới có thể khám phá ngụy trang của hắn. Tiểu Hàn Tử, có truy binh tới, đột nhiên đại hắc cẩu lên tiếng, nó chỉ về hướng phú kim tinh. Có mười mấy điểm nhỏ tới gần, nhìn kỹ, không phải là từng chiếc từng chiếc không hạm sao. Chúng nhỏ hơn không hạm lang hàn ngồi tới đây rất nhiều. Những không hạm kia nhanh chóng rời xa phú kim tinh, sau đó phân tán, chúng đi tới các mặt trăng, mỗi một mặt trăng đều có mười mấy chiếc hạm, phân đáp xuống các vị trí khác nhau. Trong đó một hạm đáp ngay chân núi, cửa khoang mở ra, từng đội binh sĩ đi ra ngoài, dùng 10 người một tổ, tất cả phân ra khắp nơi. Lăng Hàn đã sớm dùng ra hư không thú che giấu mình và đại hắc cẩu, sắc chư, trên đường đi qua, hắn gặp một đội binh mã. Hắn thấy rõ ràng, chỉ tiểu đội này có 9 người là trúc cơ, người còn lại là chú đỉnh, từ đó tạo thành tiểu đội lục soát phối trí binh lực rất mạnh, gặp được nguy hiểm sẽ phát tín hiệu, tin tưởng cường viện sẽ đến thật nhanh. Lăng Hàn không xuất thủ, mặc dù hắn có thể dùng thời gian một lát là có thể tiêu diệt chi tiểu đội này, nhưng một chi đội ngũ này mất liên lạc, tự nhiên không khó đoán ra hung thủ đang ở chung quanh. Hắn nhìn chiếc không hạm kia, nội tâm hơi chấn động, hắn có thể trộm đồ chơi này hay không? Cùng lắm hắn lái không hạm này về Nguyệt Hoa Tinh, chương 4247, to gan lớn mật. Nhưng hắn không biết Đường Nghiêm đang ở đâu, cũng không thể vứt bỏ hắn tự trở về cho nên hắn phải tìm đường nghiêm trước. Có tinh võng tồn tại, bọn họ chưa tới nơi đã gặp phải phục kích, tin tức nhanh chóng chuyển về đế đô, dưới tình huống như vậy còn muốn tiếp tục tấn công phú kim tinh, khi đó mạnh vĩnh hoa đã náo tàn. Hiện tại, có thể sống trở về chính là anh hùng. Lăng Hàn sinh ra một suy nghĩ, hiện tại tất cả mọi người đều muốn chạy về Nguyệt Hoa Tinh, hắn có thể đi theo đường quốc tiến vào Phú Kim Tinh. Đây chính là một viên tư nguyên tinh, bình thường đều có trọng binh của Thanh Long Hoàng Triều Trấn Giữ, nhưng bây giờ nói không chừng có thể gia tăng chút tiền tài. Trong thời gian ngắn, Lăng Hàn vô cùng chờ mong, ân ân ân, hắn nên đi tìm đường nghiêm trước, ngươi liên hệ với đường nghiêm, hỏi hắn ở nơi nào. Lăng Hàn nói với Đại Hắc Cẩu, tên đồng tính, Đại Hắc Cẩu xem thường, nó lại lên tinh võng liên lạc, bắt liên lạc với đường nghiêm. Cái gì, tên kia đang ở trên phú kim tinh, Lăng Hàn nghe thấy Đại Hắc Cẩu thuật lại thì kinh ngạc. Thì ra ra hỏa kia đang ở trên không hạm duy nhất đáp xuống phú kim tinh, nhưng phi thường không may, bọn họ vừa đáp xuống đất đã bị ảnh Nguyệt Hoàng Triều công kích, cũng may trên thuyền của bọn họ có ba hóa linh chân quân, khó khăn lắm mới đỡ được công kích, từ đó tranh thủ thời gian cho đám người đường nghiêm rút đi. Nhưng hiện tại mọi người đã rời đi, cũng chia thành tốt nhỏ trốn vào núi cao rừng sâu. Đường nghiêm còn cố ý bảo Lăng Hàn chờ tại chỗ, lần này quân viễn trình đã bị tận diệt, tin tức đã báo về, chẳng những mạnh vĩnh hoa tức giận không nhỏ. Cho dù là lão tôn giả cũng tức giận, nghe nói có thể sẽ tự mình giết tới tứ cực cảnh tôn giả giết tới, cường giả ảnh Nguyệt Hoàng Triều ở chỗ này sẽ biến thành thức ăn. Bởi vì ảnh Nguyệt Hoàng Triều không có tôn giả tỏa chấn, lại dám phát động xâm lấn thanh long Hoàng Triều vào lúc lão tôn giả trọng thương, cho rằng chiến lực của hắn đã rất ra khỏi cấp tôn giả. Đúng vậy, lão tôn giả thật sự trọng thương, hắn cũng không muốn ra tay, nhưng ảnh Nguyệt Hoàng Triều làm quá mức, chẳng những chiếm phú kim tinh, còn tiêu diệt quân viễn trinh, nếu lão tôn giả còn không quả quyết xuất thủ vãn hồi cục diện, thiên hạ mạnh ra sẽ xong đời. Mạnh ra quá ít cường giả cấp giáo chủ, cũng chỉ có một mình mạnh vĩnh hoa mà thôi, một khi không có lão tôn giả tỏa chấn, mạnh ra tính là cái gì. Cho nên, lần này lão tôn giả mạnh ra nhất định phải xuất thủ cho người ta biết rõ, mạnh ra còn có hắn tồn tại, bất kỳ người nào cũng đừng mơ ước hiếp. Lăng Hàn quyết định đi phú kim tinh, hiện tại đi đục nước béo cò, hẳn sẽ thu hoạch nhiều hơn. Vấn đề là, hắn đi như thế nào? Ngự khí bay, nơi này có nhiều người ảnh nguyệt hoàng chiều như vậy, vừa đi ra ngoài sẽ bịa lộ chính mình, nơi này là trong tinh không, chú đỉnh cảnh làm sao có thể chạy nhanh hơn không hạm. Có, lăng hàn nhìn không hạm dưới chân núi, hắn chỉ cần leo lên là có thể đi nhờ thuyền. Hắn nắm lấy đại hắc cầu cùng sắc chư, lại khoác ra hư không thú tiến tới gần không hạm. Đi tới dưới không hạm, hắn tung người nhảy lên thuyền. Xeo, một bóng người nhảy ra khỏi khoang thuyền, hắn đứng trên bong thuyền, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn cảm ứng được có người nhảy lên bong thuyền. Đại bộ đội đã đi ra ngoài, lúc này có thể lên thuyền. Khẳng định là người Thanh Long Hoàng triều, nhưng bong thuyền không có một ai, đây là việc làm hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn sinh ra ảo giác? Lăng Hàn âm thầm nhe răng, người này rất mạnh, hắn không nhìn ra tu vi sâu cạn, có lẽ là cường giả chân ngã cảnh, bởi vì lại lên cao hơn, Hóa Linh chân quân có thể khám phá ra hư không thú ngụy trang. Chân ngã cảnh rất mạnh, hắn chỉ nhảy lên một cái, thế mà đối phương đã phát giác. Tôn đại nhân, ngài phát hiện cái gì? Lại có 13 tên cường giả đi ra. Lần này Lăng Hàn thấy rõ ràng, đều là tu vi sinh đan cảnh. Cường giả chân ngã cảnh hơi trầm ngâm, hắn phất tay và nói: "Không có việc gì." Dứt lời hắn tiến vào trong buồng nhỏ, 13 tên sinh đan cảnh vội vàng đi vào theo. Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, sau khi đội ngũ trở về, hắn mới đi theo sau những người này xâm nhập vào trong khoang thuyền. Người ở đây càng nhiều, cho dù là cường giả chân ngã cảnh cũng không thể phát hiện có dị dạng. Một ngày trôi qua, tất cả đội ngũ phái ra ngoài đã quay về trong lúc đó những sinh đan cảnh lần lượt đi ra ngoài, hẳn là đội trinh sát gặp địch nhân khó giải quyết, cần những sinh đan cảnh xuất thủ. Bởi vì mặt trăng cứ hơi lớn, trọng yếu nhất nơi này không có khu vực ẩn nấp, chỉ dùng thời gian một ngày, đội trinh sát đã hoàn thành nhiệm vụ, không hạm chậm rãi xuất phát bay về phú Kim Tinh. Rất nhanh, không hạm đáp xuống, từng người rời thuyền. Lăng Hàn chờ rất lâu mới hành động, hắn vô cùng cẩn thận, có trời mới biết bên ngoài có cường giả tỏa chấn hay không, hắn không dám phóng thần thức dò xét đương nhiên nếu thật gặp phải cường địch cùng lắm hắn vận dụng thiên đạo hỏa đây chính là thứ có thể thiêu chết tôn giả nhưng mà tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn xuất thủ với người ảnh nguyệt hoàng triều hắn rời khỏi không hạm và quan sát cẩn thận hắn nhìn thấy đây là doanh địa khắp nơi đều là lều vải nếu như lăng hàn là thần tử trung thành với thanh long hoàng triều hắn hiện tại khẳng định sẽ tính toán đi tới chủ trướng vì thời tìm hiểu quân tình đáng tiếc hắn không phải hơn nữa hắn sợ chạy tới đó gặp phải hóa linh chân quân thậm chí đại năng cấp giáo chủ thì sao gia hư không thú không an toàn cho nên Lăng hàn có ý nghĩ duy nhất chính là chạy đi sau đó đi dạo quanh quạng mỏ kiếm chút thu nhập thêm có chút kim loại chân quý mạnh ra không bán ra ngoài có tiền cũng mua không được a à, hắn đi một hồi hắn phát hiện phía bên trái có một khoảng trống bốn phía đều là lều vải luyện binh trường sao lang hàn nói thầm một câu nhưng hắn lập tức phát hiện không đúng bởi vì hắn phát hiện nơi này bị cải biến thiên địa đại thế hơn nữa không phải một chút mà là to đến kinh người đây là trận pháp lăng hàn phát động nhãn thuật hắn quan sát và phát hiện nhiều thứ trong khu đất trống này trôn từng cây từng cọc sắt màu đen ở trung tâm là trường thương a à, lăng hàn hừ nhẹ một tiếng hai mắt chảy máu đen tiểu hàn tử đại hắc cầu giật mình bọn họ đang ở trong phạm vi gia hư không thú bao phủ cũng không có bại lộ bản thân tại sao đôi mắt lăng hàn đổ máu là cao thủ tuyệt thế ra tay hay sao? Nhưng cao thủ tuyệt thế xuất chiêu, Lăng Hàn chỉ chảy máu mắt. Không sao, Lăng Hàn lắc đầu, nội tâm hắn rung động, bởi vì cây thương kia thật đáng sợ, chỉ nhìn một lúc đã làm mắt hắn đổ máu. Đây là bảo khí cấp bậc gì? Mấu chốt là, nó đang ở trong trận pháp, dùng trận pháp khắc chế hùng uy của nó hay đang tăng cường uy thế? Lăng Hàn trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến lão tôn giả của Thanh Long Hoàng Triều. T, chương 4248, sát cục ảnh Nguyệt Hoàng Triều dám quy mô xâm lấn, tất nhiên sẽ nghĩ tới Thanh Long Hoàng Triều còn có một lão tôn giả, cho nên cây thương kia dùng nhắm vào lão tôn giả. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, đột nhiên có cảm giác này, đây chính là cái bẫy nhầm vào lão tôn giả mạnh ra. Trong tình huống bình thường, ảnh Nguyệt Hoàng Triều không có khả năng kích động lão tôn giả xuất hiện, mà trực tiếp đánh tới Nguyệt Hoa Tinh, nơi đó mới là sân nhà của mạnh ra. Nhưng bây giờ, ảnh Nguyệt Hoàng Triều có thể thong dong bố trí trên phú kim tinh, ngược lại lão tôn giả mạnh ra, Hắn đang tác chiến sân khách. Lăng Hàn không biết cây thương kia là pháp khí cấp bậc gì, hắn đoán nó có thể diệt sát cường giả cấp tôn giả. Còn có trận pháp này, mặc dù chưa bố trí xong, nhưng từ thiên địa đại thế vặn vẹo, nó tuyệt đối không đơn giản. Có phải hay không, chỉ cần chứng minh là đủ. Lăng Hàn đi dạo qua một vòng, hắn nhanh chóng tìm thấy truyền tống trận. Quả là thế, hắn âm thầm gật đầu, nếu lão tôn giả mạnh ra giết tới, khẳng định sẽ trực tiếp tới bằng truyền tống môn với thực lực của hắn đương nhiên không sợ đại năng cấp giáo chủ vây công, nếu hắn vừa xuất hiện, ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ vận dụng đại trận, sử dụng pháp khí vô thượng đánh một kích chí mạng. Cường giả đời thứ nhất sẽ hồi phi yên diệt như vậy. Nhưng việc này liên quan gì tới hắn? Lang Hàn không có nghĩ lúc hắn truyền tin tức trở về, lão tôn giả mạnh gia đã chiếm hoàng vị của kim gia, hắn còn trấn áp hầu ca hơn 2.000 năm, muốn Lang Hàn cứu lão thất phu kia. Nói giỡn, chết đi, đáng đời, không chết xem như vận khí tốt, chờ hầu ca bước vào tôn giả trở về, lão thất phu kia cũng chết. Lăng Hàn lặng lẽ rời khỏi doanh trại, đây là đại bản doanh của ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn, tụ tập quá nhiều cường giả, hắn ở lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đã liên hệ với đường nghiêm, cũng biết đối phương núp ở chỗ nào, hắn đi đường rất cẩn thận, sau khi rời xa doanh địa, Lăng Hàn mới ngự khí bay lên, toàn lực lên đường. Xeo, sau khi bay vài chục phút, một đạo Hàn quang từ mặt đất đánh tới, muốn chém giết Lăng Hàn thân thể lăng hàn hơi chấn động hàn quang xẹt qua người hiu 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 lại có từng tia hàn quang bay lên bao phủ lăng hàn lăng hàn sử dụng màn sáng tinh thần bảo hộ bản thân ngay sau đó có bảy tên võ giả điều khiển pháp khí bay từ mặt đất lên cao trong tay cầm binh khí dư nghiệt còn không thúc thủ chịu trói một người quát đây là binh sĩ của ảnh nguyệt hoàng triều nhưng tuyệt đối không phải cấp bậc phổ thông mà là cao thủ trúc cơ chú đỉnh cảnh nếu thế lực nào có thể xuất ra trúc cơ tạo thành đại quân đây là thế lực mạnh đến mức không hợp thói thường. Đừng nhìn toàn bộ tinh không có hàng tỷ trúc cơ, nhưng bình quân mỗi tinh thể chỉ có vài vạn người mà thôi. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nói, tránh ra, ta không muốn giết người. Ha 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 ha, bảy người đối diện cười ha hả không buồn cười sao, chỉ là cá lọt lưới lại dám khẩu suất cuồng ngôn, đúng là ngu không ai bằng. Lại là công tử ca hào môn mới ra đời, giết giết, ta ghét nhất thứ nhị thế tổ này, có người dẫn đầu giết tới, một kiếm xẹt qua, xoát, kiếm khí dài khoảng mấy dặm, kiếm khí còn quấn quanh năng lượng màu xanh, ký hiệu dày đặc, dường như một kiếm này có thể chém nứt núi cao. Lang Hàn cao mày, hắn không muốn thương tổn người khác, nhưng đối phương xuất thủ đã dùng sát chiêu, hắn phi thường khó chịu. Hừ, hắn xuất quyền vô cùng đơn giản, đơn giản đến cực hạn. Đại đạo đơn giản nhất, một quyền này đánh nát kiếm khí, dư lực vẫn còn nghiền áp người khác, ầm, đánh ra một quyền, lúc này người kia rơi từ trên không xuống. Cái gì, sáu người còn lại kinh hãi, nhị thế tổ cường đại như thế, một quyền mạnh như vậy. Tiểu tử này lợi hại, đừng khinh thường đối thủ, giết, trên thân bọn họ tỏa ra hào quang, bọn họ mặc hộ giáp, sau khi kích hoạt sẽ tỏa ra ánh sáng uy phong lẫm liệt. Hiển nhiên, sáu người này cũng có phần giàu nghèo, có hai người không mặc hộ giáp, hiển nhiên rất nghèo. Sau khi khởi động hộ giáp, bọn họ gia tăng rất nhiều dũng khí, lại phát động công kích vào lăng hàn lần nữa. Sáu người liên thủ, đều là chú đỉnh cảnh, uy lực vô cùng đáng sợ. Tâm niệm lang Hàn hơi động, sát khí xung kích gặp tới, sáu người dừng lại và rơi xuống đất. Có năm người té xuống đất, chỉ có một người có thần thức cứng cỏi, vào lúc sắp chạm đất đã khôi phục lại, hắn ngự khí bay lên lần nữa, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Cho dù là chú đỉnh thì như thế nào, sáu người kia ngã gãy xương, cũng may bọn họ là chú đỉnh cảnh, không thì khả năng trực tiếp ngã máu thịt mơ hồ. Những người còn sót lại bay ra xa, trên mặt còn mang theo thần thái sợ hãi quá dọa người ra hỏa kia khủng bố như thế lăng hàn không có truy kích xoay người hắn ngự khí bay lên cao xèo hắn nhanh chóng biến mất phía chân trời trên đường đi hắn bị ngắm bắn nhiều lần nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là chú đỉnh cho nên không thể ngăn cản hắn sau gần nửa ngày rốt cục lăng hàn đi tới một rừng rậm rậm rạp đây là rừng rậm cự lộc đường nghiêm đang trốn bên trong đại hắc cầu truyền tọa độ mới nhất của đường nghiêm lăng hàn vội vàng bước về hướng đó lại qua hơn nửa giờ hắn đi tới một sơn cốc nhỏ, sơn cốc rất bí mật, bị loạn thạch cản trở, nếu không tìm kiếm cẩn thận sẽ khó phát hiện ra. Lăng Hàn đạt được đường nghiêm nhắc nhở, hắn lập tức tìm được cửa vào, cũng cất bước đi đi vào bên trong. Xoát, hắn vừa tiến vào sơn cốc, đã nhìn thấy một đạo hàn quang chém tới, hào quang bay đi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt. Dừng tay, còn có người quát lớn, nhưng đã chậm, Lăng Hàn nhấc quyền tấn công, keng, hào quang bị hắn đánh nát. Chỉ là chút cơ mà thôi, hắn nhấc tay là có thể chân áp. Ha ha, lại là ngươi. Trong tiếng cười, một người trẻ tuổi mặc cẩm bảo đi tới, hắn như chúng tinh ủng nguyệt, sau lưng còn có 5 người đi theo, phái đoàn 10 phần. A, à, Mạnh Dương Thành, Lăng Hàn kinh ngạc, thế giới này quá nhỏ, không ngờ hắn lại đụng phải Mạnh Dương Thành. A, à, Điện Hạ nhận ra Lăng Hàn, đường nghiêm cũng đi ra, hắn chính là người vừa nói dừng tay. Đương nhiên nhận ra, Mạnh Dương Thành nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương trước đó hắn đi tìm di chỉ phật tộc kết quả hắn bị lăng hàn giết chạy chối chết chẳng những không thể đạt được truyền thừa phật tộc còn tống táng mấy tên thủ hạ lão thái bắt lấy hắn hắn quay đầu nói với một tên thủ hạ sau lưng vâng điện hạ một nam tử trung niên đứng dậy hắn vốn thu liếm khí thế cũng làm ra dáng vẻ thủ hạ trung thành nhưng bây giờ khí thế bộc phát và tỏa ra áp lực kinh người đây chính là cường giả chú đỉnh trong suy nghĩ của mạnh dương thành lăng hàn vẫn chỉ là trúc cơ mà thôi cho dù ngươi là trúc cơ mạnh nhất thì làm sao địch nổi chú đỉnh. Trường 4249, ngươi là nô, ta là chủ. Điện hạ, đường nghiêm vội vàng ngăn cản, hắn giang hai tay ra và nói. Lăng Hàn là bằng hữu của ta, giữa các ngươi có hiểu lầm gì hay sao? Bằng hữu của ngươi, ánh mắt mạnh dương thành lóe sáng, hắn tràn ngập hoài nghi. Lúc trước Lăng Hàn cướp đoạt cơ duyên của hắn, chẳng lẽ là nghe đường nghiêm sai sử? Nếu không, một tiểu nhân vật chưa từng nghe tên lại dám xuất thủ cướp cơ duyên của mình. Hơn nữa, trừ gia tộc có nội tình như đường ra, Lăng Hàn làm sao có thể tìm ra di tích. Đường nghiêm, người thật to gan, dám đối địch với thiên gia. Hắn lạnh lùng nói, đường nghiêm mờ mịt, điện hạ, người có ý gì, có ý tứ gì, mạnh dương thành cười lạnh, nói, toàn bộ cầm xuống, tiểu hầu ra thì như thế nào, chỉ cần dám đối địch với mạnh gia, tất cả chỉ là pháo hôi mà thôi. Lăng Hàn cười lắc đầu, đường nghiêm, việc này không quan hệ gì với ngươi ta tới đường nghiêm không muốn như thế không phải hắn không tin thực lực lăng hàn chính bởi vì lăng hàn cường đại cho nên muốn ngăn cản bằng không vừa đánh nhau lăng hàn khẳng định gặp rắc rối đợi chút nữa lão tôn giả giết tới mạnh dương thành đi cáo trạng hắn còn đấu thế nào nhưng lăng hàn đẩy hắn ra đường nghiêm cũng chỉ có thể nhường đường lão thái tiến lên hắn vừa tiến lên vừa phóng thích khí thức cường đại hơn nữa hắn muốn dùng tu vi chú đỉnh cảnh áp chế lăng hàn Tiên đồ cửu dai, mỗi một tiểu cảnh giới sinh ra tranh lệch cực lớn, huống chi là đại cảnh giới. Cấp độ sinh mệnh của ta cao hơn ngươi, nghiền ép ngươi, cho dù ngươi phục hay không phục, ngươi phải quỳ xuống cho ta. Đương nhiên, hắn tính lầm, đừng nói áp chế lăng hàn, chỉ cần lăng hàn vận dụng tiên đỉnh, đối phương sẽ run rẩy và quỳ xuống. Mạnh Dương Thành, ngươi muốn chết hay sao? Lăng hàn nói, Mạnh Dương Thành cười lạnh, không biết điều, lão thái, ngươi còn xứng sở cái gì? Lão thái kinh ngạc, hắn đã phóng thích khí thức chú đỉnh trấn áp lăng hàn, tại sao đối phương lại không có việc gì. Nhưng bị mạnh dương thành thúc dục như thế, hắn cũng không có thời gian theo đuổi đến cùng, lúc này thả người bay lên, hắn vươn tay bắt lấy lăng hàn. ầm hắn nhảy lên, lại thấy lăng hàn đá một cước, lão thái lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hắn đâm vào vách núi, tạp tạp tạp, dùng hắn làm trung tâm, trên vách núi đá xuất hiện đầy vết sạt sau đó âm thanh vỡ vụn vang lên, thân thể hắn lõm xuống, lún sâu vào nham thạch khoảng 2 mét. Sau đó, hắn mới nghiêng người về phía trước, hắn té lăn trên đất, sau lưng lưu lại cái hố rất lớn, ở trung tâm còn có một bãi máu tươi. Ngoá, thấy cảnh này, năm người mạnh dương thành không dám tin nổi. Gia hỏa này chính là trúc cơ, tuyệt đối không thể, mạnh dương thành nhìn chằm chằm vào lăng hàn, hắn cười lạnh. Thì ra người bước vào chú đỉnh, việc này cũng giải thích lăng hàn cường đại, cũng làm người ta chấn kinh, bởi vì mới trôi qua mấy tháng, lăng hàn đã tiến thêm một đại cảnh giới, đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn không nói, Mạnh Dương Thành ngoác ngoác ngón tay, lần này hắn sẽ không cho đối phương cơ hội bỏ chạy. Lão Trần, Lão Vân, các người cùng tiến lên. Mạnh Dương Thành nói, đánh bại Lão Thái tính là gì? Lão Thái chỉ là chú đỉnh yếu nhất trong đội ngũ của hắn, nhưng Lão Trần và Lão Vân đều là địa đỉnh. Hai người này liên thủ cũng chiếm ưu thế về cảnh giới, chẳng lẽ còn bắt không được một tên nhân đỉnh sao? Vâng, Điện Hạ, lại có hai tên người nam tử trung niên đi ra, bọn họ là tài phú chân chính của Mạnh Dương Thành, dù sao bản thân Mạnh Dương Thành cũng là chú đỉnh, tu vi không đủ, nắm giữ tài nguyên trong tay cũng không đủ, không có khả năng có cường giả sinh đan cảnh đầu nhập vào. Hai người này một trái một phải và bọc đánh lăng hàn. Chết, hai người đồng thời chất vấn, một người vung hỏa diễm đao, một người đánh ra thiểm điện kiếm, năng lượng tầng thứ cao sôi trào, núi đá gần đó tan vỡ. Thân thể lăng hàn hơi động, xèo, hắn bay nhanh như ánh sáng, dùng một cước đạp vào người lão trần, sau đó hắn lại đá một cước, lão vân cũng bay ra ngoài bành bành hai người trước sau đều theo chân lão thái đều bị đạp lõm vào vách núi thậm chí vết lõm còn sâu hơn cả lão thái bọn họ trước sau lõm vào thân lão thái ba người lõm vào cùng một chỗ tất cả bọn họ đều hèn mọn vậy mà không có người nào chú ý đám người lão thái cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lăng hàn làm sao có thể mạnh dương thành cắn răng vì sao lại có nhân đỉnh cường đại như thế chẳng lẽ lăng hàn là trúc cơ vô địch chú đỉnh cũng có thể như vậy mạnh dương thành hối hận sớm biết lăng hàn cường đại như vậy hắn không nên bảo từng người lão thái tiến lên mà là tạo thành trận pháp sau đó quán chú lực lượng của bọn họ vào bọn họ nhưng bây giờ ba người đã mất đi ý thức còn thừa lại hai người làm sao bọn họ chịu nổi tốt xem như ngươi lợi hại hắn lựa chọn tạm thời cúi đầu chỉ cần lão tổ tông giết tới hắn sẽ lập tức đi cáo trạng lăng hàn bật cười mạnh dương thành ngươi là trẻ con ba tuổi sao ý nghĩ ngây thơ như vậy Ngươi cho rằng, nói một câu xem như ngươi lợi hại thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Cho dù thế nào cũng phải bạo cúc, đại hắc cầu nói chen vào, lâu như vậy không nói câu nào đã làm nó nín chết. Lăng Hàn im lặng, xoay đầu lại nói với đại hắc cầu. Khí chàng của ta vừa rồi rất đủ, ngươi nói chuyện như thế, trực tiếp kéo vị trí của ta xuống thấp như ngươi, ta làm sao nói tiếp? Gâu, tiểu tử ngươi giả vờ cái gì mà giả vờ, cẩn thận bị xét đánh. Đại hắc cầu làm ra vẻ mặt ta nhìn thấu tâm tư của ngươi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn nói với Mạnh Dương Thành. Thật có lỗi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói đến muốn bạo cúc của hắn. Đại Hắc Cầu tiếp tục nói. Lăng Hàn, ngươi đủ chưa? Mạnh Dương Thành giống to. Ngươi là thần, ta là quân, ngươi là nô, ta là chủ, ngươi dám đụng đến ta chính là đại nghịch bất đạo. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt đường nghiêm thay đổi. Trong mắt người nhà họ Mạnh, những thần tử như bọn họ chính là nô lệ hay sao? Cùng ta cùng tiến lên, Mạnh Dương Thành quyết định liều một phen, hắn nói với hai tên thủ hạ còn sót lại. Hai người kia chỉ có thể liều mạng theo Mạnh Dương Thành, đều gật đầu. Ba người cùng giết tới, Mạnh Dương Thành làm chủ đạo, uy thế của hắn rất kinh người. Mạnh Dương Thành vẫn còn có chút lực lượng, bởi vì khác biệt với lần chiến đấu trong di tích Phật tộc, trên người hắn có thật nhiều pháp bảo lợi hại có thể sử dụng, đây mới là nội tình của hoàng chữ. "Đi!" hắn hét lớn một tiếng, mi tâm vỡ ra, một thanh ngân kiếm bay ra ngoài cũng lao nhanh về phía Lăng Hàn. Pháp khí niệm lực, chỉ trong nháy mắt pháp khí đã bay đi với tốc độ hơn 20 lần vận tốc âm thanh, nó lại không phát ra chút tiếng động nào, bởi vì tốc độ của nó vượt xa vận tốc âm thanh. Lăng Hàn cũng có pháp khí niệm lực, đương nhiên hắn sẽ không chủ quan, hắn vội vàng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, từng tia hỗn độn khí rũ xuống, cũng bao phủ bọn họ vào trong. Banh, ngân kiếm đánh tới, đánh vào hỗn độn khí phía dưới, chẳng những không thể đánh xuyên qua, ngược lại còn bị ép xuống đất chương 4250, giết thì giết, mạnh dương thành không tưởng tượng nổi, đồng thời là bảo khí, vì cái gì tranh lệch lớn như vậy. Phải biết, hắn đang vận dụng pháp khí niệm lực, trong tình huống đẳng cấp tương đương nhau, khẳng định phải là pháp khí niệm lực mạnh hơn, nếu không, vật liệu niệm lực cũng không đắt như vậy, hơn nữa có tiền mà không mua được. Gặp quỷ rồi, Lăng Hàn lại cảm thấy thất vọng, quá yếu mà, không thể ngăn nổi hỗn độn khí. Sớm biết có uy lực như thế, hắn trực tiếp sử dụng nắm đấm oanh kích, thậm chí canh kim kiếm khí trong bụng hắn còn không kém pháp khí niệm lực của đối phương. Ai, ta quá xem trọng ngươi. Hắn lắc đầu, banh banh bang, ba người mạnh dương thành công kích tới, nhưng không có một người nào có thể oanh phá hỗn độn khí. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, thản nhiên nói. Mạnh dương thành, người muốn đối phó ta, có thể quang minh chính đại đến gặp ta, ta cũng kính ngươi là một nhân vật, nhưng ngươi lại dùng ám chiêu, ha ha, ta xem thường ngươi. Ngươi biết, Mạnh Dương Thành kinh ngạc, hắn làm chuyện này vô cùng bí ẩn thân phận cùng địa vị lăng hàn không có khả năng phát hiện ra hắn sai sự đường nghiêm hắn nghĩ tới nếu như đường nghiêm nhúng tay vào hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện sự tồn tại của hắn ghê tởm quá ghê tởm chờ đó chỉ cần hắn gặp được lão tổ tông nhất định phải giết lăng hàn mà đường nghiêm thậm chí đường ra còn không thèm đếm xỉa tới người đang làm trời đang nhìn lăng hàn lắc đầu nói nhân phẩm của ngươi quá kém cho dù đến hiện tại cũng đang nghĩ đâm sau lưng người khác như thế nào, ha ha, ta lười nói nhảm với ngươi, ngươi lên đường đi. Hắn bộc phát sát cơ, Mạnh Dương Thành kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi dám? Đường Nghiêm cũng giật mình, Lăng Hàn muốn giết Mạnh Dương Thành. T, ngươi quá to gan lớn mật, một khi tin tức lộ ra ngoài, đây chính là con đường chết, thậm chí là chém đầu cả nhà. Lăng Hàn, ngươi không nên vọng động, Đường Nghiêm vội vàng nói, không quan trọng song phương có hiểu lầm. Cưu hận gì, hắn có thể dùng thân phận đường ra để hòa giải. Nhưng một khi Mạnh Dương Thành bị Lăng Hàn giết chết, Lăng Hàn sẽ biến thành tử địch của Mạnh Gia, không chết không thôi. Lăng Hàn mỉm cười, người Mạnh Gia không có gì phi thường cả, giết thì giết, có gì phải sợ. Đúng đấy, giết thì giết, đại hắc cầu kêu gào, Lăng Hàn, đường nghiêm còn muốn khuyên bảo, bởi vì đây là đại sự kinh thiên. Nhưng Lăng Hàn không cho hắn cơ hội, hắn dùng một quyền oanh sát Mạnh Dương Thành. Lần này, hắn không còn cơ hội đào tẩu đường nghiêm do dự đột nhiên hắn xuất thủ đương nhiên không phải nhằm vào lăng hàn mà là giết năm tên thủ hạ của mạnh dương thành chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra hắn nói quả quyết đại hát cầu cỏ cọ móng vuốt lăng hàn cũng âm thầm gật đầu hắn cười cười nói ngươi sẽ không trách ta kéo ngươi xuống nước đường nghiêm nhún vai có biện pháp gì hay sao lăng hàn vỗ vỗ vai hắn nếu như ta nói cho ngươi có khả năng lão tôn giả của mạnh ra bị người ta giết người có cảm tưởng gì không? Cái gì, đường nhiên kinh hãi, đó là một vị tôn giả đấy, đó là tồn tại cường đại thế nào? Trong tinh không, đã có gần ngàn vạn năm chưa từng sinh ra tổ vương, có thể nói, thánh nhân chính là chiến lược mạnh nhất, nhưng tìm khắp trong tinh không có mấy người trở thành thánh nhân. Bởi vậy, hàm kim lượng của tôn giả rất cao, nhất là trong tinh vực này, hắn vô địch tuyệt đối. Nếu không phải cố kỵ tôn giả mạnh ra, thế công của ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ ôn nhu như vậy. Lại nói, nếu không phải tôn giả mạnh gia trọng thương ảnh nguyệt hoàng triều sẽ không dám động binh hiện tại lăng hàn lại nói mạnh gia tôn giả khả năng bị giết cái này khiến hắn tin tưởng thế nào chờ xem ta cảm thấy ảnh nguyệt hoàng triều đột nhiên công chiếm phú kim tinh chính là vì dẫn tôn giả mạnh gia xuất hiện sau đó bố trí bẫy dập giết hắn lăng hàn nói hắn cũng không nói mình nhìn thấy đồ vật không nên nhìn thấy đường nghiêm nghiêm túc nhìn hắn ngươi nắm chắc mấy thành chín thành lăng hàn gật đầu hắn vẫn lưu lại một ít chỗ trống đường nghiêm không thể không nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng này mạnh gia hiện tại không có biện pháp nào khác một khi lão tôn giả mạnh gia chết đi không cần chờ tới khi ảnh nguyệt hoàng triều xâm lấn toàn bộ hoàng triều sẽ sụp đổ ngay lập tức bởi vì mạnh gia cũng chỉ có một cường giả cấp giáo chủ trong thế lực cấp giáo chủ cần có hai ba tồn tại như vậy trong tình huống như thế mạnh gia đã xong đời lăng hàn giết mạnh dương thành chỉ là việc nhỏ không có ai chú ý tới việc này ta phải lập tức thông chi gia tộc làm tốt chuẩn bị ứng biến Đường nghiêm nói rất nghiêm túc, Lăng Hàn gật đầu, đường ra là sủng thần của Hoàng Triều Mạnh Gia, nhưng cũng chính vì như thế, một khi Mạnh Gia suy sụp, đường ra cũng đứng mũi chịu xào, bị đả kích rất lớn. Đường nghiêm thông qua tinh võng báo cáo tin tức cho gia tộc, còn gia tộc chuẩn bị như thế nào, việc này nằm ngoài tầm tay của hắn. Làm sao bây giờ, hắn hỏi Lăng Hàn, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, đầu tiên phải trốn sang nơi khác, vừa rồi chúng ta đánh một trận, có thể sẽ dẫn truy binh tới. Về sau, phải nhìn lão tôn giả mạnh ra có thể vượt qua một kiếp này hay không. Ta vẫn là không tin, ảnh Nguyệt Hoàng Triều có lá gan lớn như vậy, lại dám đánh lén một vị tôn giả. Đường nghiêm vẫn ngây ngốc, tôn giả đấy, đó là tồn tại cỡ nào, một bàn tay đánh xuống, đại năng cấp giáo chủ cũng bị tát chết tại chỗ. Lăng Hàn mỉm cười, cho dù lão tôn giả trọng thương, chiến lực giảm lớn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù không giao thủ nhiều năm, nhưng thế lực cấp giáo chủ muốn giết hắn cũng là việc khó khăn. Đường nghiêm đang phân tích, hắn càng nghĩ càng không có khả năng. Đi, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm vài ngày là đủ. Lăng Hàn lôi kéo đường nghiêm chạy đi, hai người tìm nơi nấp kỹ lấy tránh né truy binh, qua nửa ngày sau, bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lại cảm thấy thiên địa chấn động. Tình huống như thế nào? Bọn họ rời khỏi nơi ẩn thân, trên bầu trời xa xa có tia sáng chói mắt sinh ra, có một bóng người đỉnh thiên lập địa, cao lớn đến mức không cách nào miêu tả, toàn thân hắn tỏa ra kim quang sáng người giống như một thần linh nhưng ngực hắn phun máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Người này quá lớn, có lẽ không nhỏ hơn so với phú kim tinh bao nhiêu, chung quanh người hắn có một ít người đang vây công, có nhiều loại pháp khí đang phát huy, mỗi một đạo đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn và Đường Nghiêm đều là người thông minh, lập tức đoán ra bóng người cao lớn không gì sánh kịp kia chính là lão tôn giả mạnh ra, hắn đang bị người ảnh Nguyệt Hoàng Triều vây công. Tình thế không ổn, Đường Nghiêm cao mày, từ lập trường của hắn, hắn tự nhiên không hy vọng mạnh ra rơi đài. Nhưng nhìn dáng vẻ của lão Tôn Giả Mạnh Gia, hiển nhiên hắn đã bị thương nặng, tình thế vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn lại biết lão Tôn Giả Mạnh Gia vừa ra khỏi truyền tống trận, khẳng định đã bị hung thương đánh một kích thảm thiết, khẳng định đã đánh trúng hắn, cho nên hắn mới không ngừng chảy máu. Vấn đề hiện tại chính là, lão Tôn Giả Mạnh Gia có thể giết ra một con đường máu hay không? Chương 4251, giết Tôn, trong tinh không, huyết chiến đang diễn ra, một tên Tôn giả vốn bị thương nặng, hơn nữa còn bị ám toán hắn lại trọng thương lần nữa nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh đến mức đáng sợ có tư thế hùng sư sắp chết không phải mấy con sói có thể tùy ý khi dễ oanh hắn đánh ra một quyền hủy thiên diệt địa hiện tại lão tôn giả mạnh ra to như tinh thể lực lượng cũng lớn đến mức đáng sợ nếu không phải bị những cường giả cấp giáo chủ cản lại chỉ sợ không cần mấy chiêu viên tinh thể này đã bị hắn đánh nổ tung cũng chính vì như thế lão tôn giả mới có thể kéo dài hơi tàn nói ra thật châm chọc Phú Kim Tinh rõ ràng thuộc về Thanh Long Hoàng Triều, nhưng lão tôn giả mạnh ra lại muốn dùng đánh nổ tinh thể này uy hiếp, từ đó làm cường giả ảnh Nguyệt Hoàng Triều không ngừng cứu trợ, từ đó áp lực bản thân hắn cũng giảm nhiều. Sắc mặt lang hàn và đường nghiêm rất khó coi, bởi vì Phú Kim Tinh bị đánh nổ, không nói bọn họ có thể vượt qua uy lực của tinh thể nổ tung hay không, cho dù có thể, bọn họ phiêu phù trong tinh không, vô cùng khả năng chưa chạy tới tinh thể có sinh mệnh khác thì đã chết trong tinh không từ lâu rồi. Chỉ từ điểm này, bọn họ càng hy vọng ảnh Nguyệt Hoàng Triều có thể thắng. Lão vương bắt đàn này, hắn vì tính mạng của mình có thể làm bất cứ việc gì. Đường nghiêm mắng chửi, lúc trước Mạnh Dương Thành nói hắn là nô tài, hiện tại nhìn thấy lão tôn giả mạnh ra hoàn toàn không cố kỵ thần tử Thanh Long Hoàng Triều trên Phú Kim Tinh, cuối cùng hắn đã hết hy vọng. Bọn họ tới đây chẳng phải vì bán mạng cho mạnh ra hay sao, nhưng mạnh ra lại đối đãi với bọn họ như thế. Trái tim băng giá, đúng là làm trái tim người ta băng giá. Huyết chiến vẫn tiếp tục, Mặc dù lão Tôn giả mạnh ra tạm thời hóa giải áp lực bản thân, nhưng dù sao hắn bị thương quá nặng, thời gian kéo càng lâu, tình huống của hắn càng không ổn. Hắn bắt đầu rút lui, các đại năng Ảnh Nguyệt Hoàng triều sẽ cho hắn tội nguyện hay sao? Nhọc lòng bày ra cái bẫy lớn như thế, không phải vì diệt trừ người này sao? Chỉ cần lão Tôn giả mạnh ra chết đi, Ảnh Nguyệt Hoàng triều xâm lấn không bị cản trở chút nào. Những đại năng kia truy kích, bọn họ thi triển thân pháp nhanh đến mức kinh người. Lão tôn giả mạnh ra xé rách không gian, hắn muốn sáng tạo một lỗ sâu, trực tiếp vượt qua tinh không xa xôi. Mạnh cửu diêu, thời đại của ngươi đã kết thúc, một tên đại năng quát lớn, trong tay cầm một thanh hoàng kim thứ tỏa ra hào quang vạn trược, hắn đâm thẳng vào đầu lão tôn giả mạnh ra. Những hào quang ngưng tụ hóa thành dáng vẻ Phật đà, một tay nhặt hoa, một tay hóa trưởng ấn vào người lão tôn giả mạnh ra. Phật tộc, lão tôn giả mạnh ra kinh hô, khó trách hành nguyệt hoàng triều nho nhỏ cũng dám xâm phạm biên giới, thì ra phía sau có bóng dáng Phật tộc. Ghê tởm, lúc trước giết các người không dứt, không ngờ ngóc đầu trở lại. A-di-đà Phật, tên đại năng kiên niệm Phật hiệu. Phật hiệu truyền thừa nằm trong lòng người, không phải dựa vào hình thức, người đang xem thường chúng ta. Oanh, Hoàng Kim thứ đâm ra hư ảnh Phật đà tỏa ra uy áo vô tận, đánh lão tôn giả mạnh ra lui vạn dặm, ngay cả hành động xé rách không gian cũng dừng lại. Những đại năng kia lại giết tới, từ đó diễn ra cục diện đàn sói nuốt hổ lão tôn giả mạnh gia đã liều mạng hắn không muốn chết ở chỗ này oanh toàn thân hắn tỏa ra khói màu tím cho dù cách vạn giảm xa xôi vẫn có thể nhìn thấy mạnh lão quỷ liều mạng hư hắn thiêu đốt đại đạo tử khí mạnh lão quỷ đã triệt để từ bỏ suy nghĩ thành thánh tiếp tục tạo áp lực chỉ cần hao tổn đến khi tử khí biến mất hắn sẽ chết những đại năng vây công xem ra lão tôn giả mạnh gia đã nỏ mạnh hết đà không ngờ lão tôn giả mạnh gia lại cực kỳ kiên quyết hắn tiêu hao đại đạo tử khí không phải liều mạng, mà là ngưng kết thành thuẫn bảo vệ hắn có thể thong rong mở lỗ sâu, có thể chạy trốn. Đuổi theo, những đại năng kia không cam lòng từ bỏ, thật vất vả mới ép lão tôn giả mạnh ra đến mức sơn cùng thủy tận, bọn họ vội vàng mở lỗ sâu và tiếp tục truy kích. Oanh, năng lượng kinh khủng ba động, từng đạo năng lượng quét qua mặt ngoài phú kim tinh, lượng lớn cây cối bị đánh thành phấn vụn, có một ít núi cao biến thành đất bằng, biển cả bốc hơi và hóa thành hoang mạc. Quá kinh người, Rõ ràng những cường giả kia đang khai chiến ở bên ngoài, nhưng chỉ dư uy còn sót lại đã kinh khủng như thế, nếu trực tiếp nhắm ngay Phú Kim Tinh, cho dù chỉ một đạo cũng có thể đánh vỡ Phú Kim Tinh. Lăng Hàn có cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh kịp, còn có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Không thành cấp giáo chủ, hắn chỉ là sâu kiến, hắn phải nhanh chóng gia tăng tu vi lên, nếu không tùy tiện gặp hai tên đại năng phát sinh xung đột, hắn có thể biến thành pháo hôi. Sau gần nửa ngày, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Lăng Hàn và Đường Nghiêm vội vàng liên kết với tinh võng, cũng liên hệ với người nhà của mình. Trước đó không có là bởi vì năng lượng thiên địa hỗn loạn, tinh võng không thể kết nối với bọn họ. Lăng Hàn thông tin với nữ hoàng các nàng, ai ngờ các nàng đã biết rõ chuyện lão tôn giả mạnh ra. Thì ra Thanh Long Hoàng Triều đã trực tiếp đưa thịnh sự giết tôn lên tinh võng, không biết bao nhiêu người nhìn thấy việc này. Hơn nữa, nữ hoàng các nàng còn biết nhiều hơn cả Lăng Hàn. Bởi vì sau khi lão tôn giả mạnh ra xé rách lỗ sâu, Lăng Hàn và Đường Nghiêm không nhìn thấy việc sau đó, nhưng nữ hoàng các nàng thông qua tinh võng lại nhìn thấy rõ ràng. Các đại năng ảnh nguyệt hoàng chiều lần nữa đuổi kịp lão Tôn giả mạnh ra, triển khai kịch chiến, lão Tôn giả mạnh ra không thể không vận dụng cấm kỵ tự bảo hai tay một chân, lúc này mới giết ra khỏi trùng vây, cũng thoát được một mạng. Nhưng sau trận chiến này, lão Tôn giả mạnh ra đã rút lui ra khỏi hàng ngũ cường giả, cho dù hắn dưỡng thương thật tốt, nhưng ít đi hai cánh tay và một cái chân, chiến lực của hắn còn lại mấy phần lại nói trước đó hắn vẫn dưỡng thương đã dưỡng thương suốt mấy vạn năm nhưng vẫn không thể nào dưỡng tốt huống chi là hiện tại sau lần này lão tôn giả kia chỉ có thể chờ chết trong một góc vũ trụ nào đó các ngươi đừng ở lại trong thành thị lập tức rời đi tìm một nơi yên tĩnh chờ ta trở về lăng hàn nói có thể suy ra mặc dù lão tôn giả mạnh ra không chết nhưng ảnh nguyệt hoàng triều sẽ phát động xâm lấn triệt để cũng lật đổ mạnh ra thống trị trong biến động lớn như thế hơi không cẩn thận mỗi người đều biến thành pháo hôi. Lang Hàn rất muốn trở về Nguyệt Hoa Tinh, nhưng đáng tiếc hắn không có phi toa, cũng không cách nào đi truyền tống môn. Hắn chỉ có thể chờ. Cũng may mắn chính là thực lực nữ hoàng của các không tính lại yếu, Huống Hồ còn có bảy tiểu hoa nhi bảo vệ, thậm chí Đường Vân Nhi còn có phi toa, những thứ này có thể giúp các nàng tự vệ. Lang Hàn áp chế lo lắng, hắn ép mình nghĩ tới việc khác. Đây là Tư Nguyên Tinh, có lượng lớn kim loại chân quý, còn có chút hít tiên dược. Đi đi vơ vét một chút, hắn nói với đường nghiêm, đường nghiêm vẫn cảm thấy mờ mịt, thanh long hoàng triều mạnh mẽ như vậy đã sắp sụp đổ, đường ra cực thịnh một thời cũng kết thúc theo, hắn vẫn khó tiếp thu được. Người có thể khai sáng thịnh thế khác cho đường ra, lang hàn cổ vũ hắn, chương 4252, thanh long hoàng triều hủy diệt. Nghe theo lang hàn cổ vũ, đường nghiêm cũng lên tinh thần. Một gia tộc cường đại không phải xây dựng dựa vào phụ thuộc vào thế lực khác, mà là bản thân cường đại. Đường gia còn có hóa linh chân quân, cho dù đặt ở nơi nào trong vũ trụ cũng là thế lực không nhỏ. Tương lai, ta cũng muốn thành là tôn giả, uy trấn một phương." Đường Nghiêm siết quả đấm nói, lang Hàn im lặng, chí khí của gia hỏa này nhỏ như thế. Nhưng suy nghĩ một lúc cũng hiểu ra, tổ vương mất ngàn vạn năm mới xuất hiện một người, trừ tổ vương ra, thánh nhân hiếm như lông phượng sừng lân, trong một tinh vực, trong trăm vạn năm có thể xuất hiện một người đã là chuyện tốt lắm rồi. Cho nên, trở thành tôn giả thực tế hơn nhiều tốt, người thành tôn giả, ta thành tổ vương. lang Hàn cười nói, đường nghiêm liếc mắt nói, dựa vào cái gì người thành tổ vương, ta chỉ có thể thành tôn giả. Không phải ngươi nói hay sao? lang Hàn cười nói, hai người chủ động xuất kích, bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị. Đi tới gần truyền tống trận, hai người nhìn thấy từng chi đại quân đang di chuyển vào truyền tống trận. Bọn họ đi nguyệt hoa tinh, sắc mặt đường nghiêm khó coi. lang Hàn gật đầu, đồng thời nghiêm túc, bộc phát chiến tranh, bị thương sâu nhất khẳng định chính là thành viên tầng dưới chót đối với bọn họ mà nói mặc kệ phương nào thắng đây đều là hảo kiếp của bọn họ đi lang hàn thu hồi tâm tình hắn không thể làm gì hắn chỉ có thể cố gắng làm mình mạnh lên bọn họ đi lại trong từng hầm mổ cũng đi qua rừng cây nguyên thủy nguy hiểm bị yêu thú cường đại truy sát qua cũng bị đội ngũ tuần tra của ảnh nguyệt hoàng triều phát hiện bạo phát chiến đấu đẫm máu nửa tháng sau bọn họ nhận được tin tức thanh long hoàng triều bại không có tiếp theo theo ảnh Nguyệt Hoàng Triều quy mô xâm lấn, các thế lực phụ thuộc Thanh Long Hoàng Triều đều phản chiến. Đối với những thế lực cấp giáo chủ, ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không muốn làm quá ác, tự nhiên sẽ hợp nhất từng cái. Những cường giả này mà phản, Thanh Long Hoàng Triều còn thừa lại cái gì? Mạnh Vĩnh Hoa vứt bỏ Hoàng Vị, người mạnh ra thủ vệ trong trận Pháp Đế Đô, lúc đại quân ảnh Nguyệt Hoàng Triều tiến vào sẽ chính thức tuyên cáo đầu hàng. Từ đó về sau, Nguyệt Hoa Tinh trở thành tinh thể phụ thuộc vào ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đồng thời, ảnh Nguyệt Hoàng Triều còn tuyên bố tôn Phật tộc làm quốc giáo, tất cả mọi người sẽ tuân thủ giáo nghĩa của Phật tộc. Lăng Hàn cảm khái, ba vạn năm trước Phật tộc không thể truyền giáo vào Thanh Long Hoàng Triều, nhưng ba vạn năm sau, vẫn là Phật tộc thắng lợi. Phật tộc, không có huyết mạch đặc biệt, không phải dòng họ truyền thừa đời đời, mà là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng Phật, đó chính là người Phật tộc. Đúng là đáng sợ, chợt nhìn, ảnh Nguyệt Hoàng Triều thuộc về Hoàng Triều Lý Gia, nhưng trên thực tế đâu, người người đều tín ngưỡng phật tộc phật tộc mới thật sự là lãnh tụ thậm chí người lý gia cũng làm việc theo giáo nghĩa của phật tộc xâm lấn như thế một cách vô hình nhưng lại không đâu không có cho dù sau này ảnh nguyệt hoàng triều xong đời cho dù nhà nào kế vị cũng nằm dưới sự khống chế của phật tộc không thể không nói thanh long hoàng triều lúc trước đánh lén phật tộc truyền bá là phi thường có dự kiến trước nếu không qua nhiều năm như thế toàn bộ thanh long hoàng triều cho dù từ vật chất đến tinh thần đều phụ thuộc vào phật tộc bởi vậy có thể thấy được tổ vương khủng bố cỡ nào. Thường ra tứ phương đại đế sáng lập tinh võng, đến nay cũng có ảnh hưởng và truyền bá sâu rộng nhất, giáo nghĩa Phật tộc lan xa, trong tinh không có không biết bao nhiêu người tin giáo nghĩa Phật tộc, thế lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó hắn lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ đến những thứ chẳng có ý nghĩa kia, mấu chốt là thực lực. Những ngày qua, hắn vừa mới tu ra ba chân của tiên đỉnh, tiến bộ của hắn rất kinh người, bởi vì hắn và đường viễn tìm được vài cọng tiên dược đan độc vẫn còn ở trong cơ thể hắn, hắn không thể phục dụng đan dược nhưng tiên dược thì không thành vấn đề, đây chính là thiên địa ban thưởng, không có một chút tác dụng phụ nào khác, đương nhiên, trực tiếp dùng tiên dược sẽ không thể thôi phát toàn bộ dược lực, đây là việc rất phí phạm. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Lăng Hàn hiện tại không thể ăn đan dược chứ? Lãng phí liền lãng phí tốt rồi, thời gian mới là cực kỳ quý giá. Từ khi Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt, đẳng cấp đề phòng của Phú Kim Tinh cũng giảm xuống, tất cả người đều là con dân của ảnh nguyệt hoàng triều đối với con dân của mình bọn họ không cần dùng đao kiếm nói chuyện truyền tống trận lại mở ra lần nữa chỉ cần đưa tiền là có thể sử dụng lang hàn và đường nghiêm đều có lòng muốn về sau khi cải trang một phen bọn họ đi tới truyền tống trận thanh toán phí tổn truyền tống xèo ánh sáng trắng bộc phát bọn họ nhanh chóng quay về nguyệt hoa tinh đi tới đế đô hai người chia nhau ra hành động đều muốn tìm kiếm người nhà của mình lang hàn ra khỏi thành hắn vượt qua rất nhiều núi cao sông lớn và đi vào một rừng rậm lại đi hơn trăm dặm đường một hồ nước xuất hiện trước mặt lăng hàn nữ hoàng hổ nữ các nàng đi ra đón hắn lăng hàn bước nhanh về phía trước tay trái ôm nữ hoàng tay phải ôm hổ nữ miệng ra sức hôn các nàng a à, hôn môi sẽ mang thai bảy tiểu hoa nhi che mắt lại số lăng hàn bắt cóc tỉ tỉ xinh đẹp của người ta đường vân nhi vừa liếm lắp kẹp đường nàng vừa bất mãn nói thầm làm lăng hàn vui mừng là nữ hoàng và hổ nữ tiến bộ hết sức rõ ràng, chỉ kém một tia là bước vào chúc cực cơ. Bọn họ an tâm ở lại nơi này, cũng rời xa quyền lực. Từ thanh long hoàng triều đổi thành ảnh nguyệt hoàng triều, đối với người cầm quyền thì đây là biến hóa to lớn, rất nhiều người từ cao cao tại thượng biến thành bình thường chỉ sau một đêm, nhưng đối với người bình thường mà nói, việc này không có biến hóa gì. Thời gian trước sống thế nào, hiện tại vẫn sống như vậy. Lăng Hàn có thể thông qua tinh võng mua vật liệu, bán đan dược, thường ra địa vị siêu nhiên, bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào làm cho lăng hàn ngoài ý muốn chính là có người nhân lúc thế cục biến hóa mà xoay người những người trong hạt nhân phủ chạy ra ngoài sau lưng đám người liếu huân vũ triệu tiếu đều có hóa linh chân quân thậm chí thế lực cấp giáo chủ mạnh ra ngã nhào bọn họ cũng biến thành lớn lối bắt đầu tìm lăng hàn khắp nơi muốn giết hắn báo thù rửa hận đương nhiên lăng hàn không đặt tiểu nhân vật như vậy vào lòng nhưng mấy con tôm tép nhãi nhép phách lối như thế Lăng Hàn dự định có cơ hội xuất thủ giết chết bọn chúng, tránh lại bị phiền não. Cuộc sống vẫn trôi qua, tu vi Lăng Hàn tăng lên từng ngày, còn có một tin tức tốt, đó chính là đan độc trong người hắn sắp tan hết. Về sau, hắn bắt đầu cắn thuốc tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng. Ba tháng trôi qua, rốt cuộc hắn cũng tu đến thiên đỉnh, hai tiên đỉnh đã tạo thành ba chân hoàn chỉnh, tiên đỉnh thứ ba cũng mọc ra một chân. Đúng lúc này, trên tinh võng xuất hiện một tin tức quan trọng, Cửu Dương Thánh Địa Phong Bế Sơn môn 2 vạn năm, dự định khai sơn chiêu thu đệ tử. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tinh không chấn động, Cửu Dương Thánh Địa đã từng xuất hiện thánh nhân, bằng không bọn họ dám xưng là thánh địa hay sao? Vị Cửu Dương Thánh nhân năm đó là mãnh nhân khủng bố, lúc tuổi còn trẻ gần như có thể xưng vô địch cùng giai, đã từng có khả năng thành tựu tổ vương, nhưng cuối cùng hắn thất bại trong gang tấc, bại bởi Lăng Thiên tổ vương. Chương 4253, Cửu Dương Thánh nhân Nghe nói, Cửu Dương Thánh Nhân chiến đấu với Lăng Thiên Tổ Vương khi còn trẻ qua vô số lần, chính là kẻ thù cũ, đối thủ cũ, lẫn nhau có thắng bại. Chỉ từ điểm này có thể biết được, Cửu Dương Thánh Nhân lúc trước mạnh cỡ nào, về sau Tổ Vương cũng không thể áp chế. Nhưng phương pháp tu luyện của Cửu Dương Thánh Nhân quá bá đạo, hắn lưu lại quá nhiều tổn thương khi còn trẻ, cho nên mới bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương trong con đường thành đế, chỉ có thể khuất nhục làm thánh nhân. Cửu Dương Thánh Nhân lúc tuổi già điệu thấp không gì sánh kịp, nhưng nghe nói hắn khai sáng ra bí thuật vô thượng thậm chí mô phỏng ra một môn đế thuật hiện tại cửu dương thánh địa mở sơn môn muốn tuyển nhận đệ tử đừng nói người bình thường cho dù truyền nhân đế tộc cũng kích động đương nhiên tuyệt đối không phải a miêu a à cầu đều có thể tiến vào cửu dương thánh địa đầu tiên cần tư cách báo danh chỉ cần thỏa mãn bất kỳ ba điều kiện nào phía dưới cũng được thứ nhất bài danh trong phạm vi một vạn trên tinh võng thứ hai tiên thiên thần thể thứ ba phẩm chất tiên cơ tiên đỉnh đạt tới cấp hoàng kim đúng vậy báo danh có yêu cần ẩn, chính là nhắm vào chúc cơ cùng chú đỉnh cảnh. Lăng Hàn không phải tiên thiên thần thể, nhưng thỏa mãn điều thứ nhất cùng thứ ba. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn bại lộ bí mật mình là tinh không đệ nhất nhân, hơn nữa, tiên đỉnh của hắn có phẩm chất cao hơn hoàng kim, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ là đá tạo thành. Hắn giải quyết như thế nào? Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, cửu dương thánh địa mở sơn môn thu đồ trong 10 năm, mỗi một năm sẽ sàng lọc một lần, 10 năm về sau, sơn môn sẽ đóng lại lần nữa. Cũng may, hắn còn nhiều thời gian, Lăng Hàn dự định quay về Thiên Hải Tinh một chuyến, bởi vì hắn đã bước vào chú đỉnh, hơn nữa không còn Thanh Long Hoàng Triều trói buộc tự do, cho nên hắn muốn đi tới vùng đất thứ hai tìm truyền thừa của cổ dương Thánh Nhân. Mặc dù hồn thiên kinh không yếu, nhưng trung quy không bằng công pháp Thánh Nhân. Đương nhiên, nếu có thể, Lăng Hàn muốn tu luyện công pháp Đại Đế. Đối với Lăng Hàn quyết định, Nữ Hoàng và Hổ Nữ rất đồng ý, bọn họ đi lên phi toa và quay về Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn liên hệ với đám người lâm lạc một phen, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy thông cáo của cửu dương thánh địa, quyết định ít ngày nữa sẽ lên đường. Lăng Hàn rất tin tưởng vào thực lực và thiên phú của đám người lâm lạc, cho nên, chờ hắn giải quyết nơi thí luyện thứ hai của cổ dương thánh nhân, hắn sẽ hội hợp với đám người lâm lạc. Rốt cuộc đường Vân Nhi cũng bước vào trúc cơ, lực khống chế phi toa cũng tăng lên rất nhiều, bởi vậy, chỉ trong thời gian một tháng, bọn họ đã quay về thiên hải tinh. Ban đầu thiên hải tinh phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều, hiện tại mạnh ra sụp đổ tự nhiên cũng quy thuận ảnh nguyệt hoàng triều đoàn người lăng hàn vừa tiến vào một tòa thành hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc mọc lên từ mặt đất thành thị nơi này không có tường thành đây là một tòa phật miếu nghe nói sau này sẽ có tăng lữ vào ở cũng truyền bá giáo nghĩa phật tộc phật tộc bắt đầu xâm lấn không phải một người chinh phục nhục thể mà là từ phương diện tinh thần không thể nghi ngờ đây là việc càng đáng sợ hơn thế nhiều lăng hàn không để ý đến bọn họ tìm khách sạn tạm thời ở lại nơi này hắn muốn nghiên cứu vùng đất khảo nghiệm thứ hai ở đâu trên thiên hải tinh hắn không thể mau được địa đồ tương ứng bởi vì thiên hải tinh đã sớm bị đánh hủy lăng hàn chỉ có thể tìm kiếm dấu vết để lại sau đó tiến hành so sánh hy vọng thứ hai chính là lối vào khảo nghiệm nằm trên thiên hải tinh nếu đã hóa thành mảnh vỡ bay tới nơi nào trong tinh không như vậy thì xong đời may mắn là cửa vào vẫn nằm trên thiên hải tinh lăng hàn so sánh địa đồ cổ suốt ba ngày rốt cuộc cũng tìm được địa phương xuất phát Hắn mang chúng nữ và đại hắc cẩu, sắc chưa đi tới nơi cần đến. Chỉ qua thời gian nửa ngày, bọn họ đi tới nơi cần đến, nhưng Thương Hải Tan Điền đã nhiều năm như vậy, lối vào truyền thừa đã sớm không nằm dưới mặt đất, nơi này đã biến thành một thị trấn, Lăng Hàn muốn tìm vị trí lối vào, hắn đi vào một gia đình. Muốn đi vào khu đất truyền thừa, đầu tiên hắn phải hủy tòa nhà này. Nếu như Lăng Hàn là ác bá, hắn trực tiếp đẩy ngã phòng ốc là được, nhưng hắn không phải người như thế, thứ hai hắn cũng không muốn dẫn xuất động tĩnh lớn, thế là hắn mua lại khu nhà và khu đất lớn chung quanh. Hắn đến nhà bái phỏng, hơi lộ ra khí thức cường giả, hắn được đón vào ngay sau đó. Xin hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp, gia chủ của nơi này là nam tử khoảng 40, họ Lưu, tên là Lưu Cao Tích, ở phía sau hắn là người trẻ tuổi áo vàng, hắn có tu vi trúc cơ. Phải biết, võ đạo trên thiên hải tinh bắt đầu từ con số 0, hiện tại trong trấn nhỏ đã có được cao thủ trúc cơ cảnh, việc này rất không tầm thường lăng hàn nghĩ nghĩ nói ta tên là hàn lâm thì ra là hàn thiếu hiệp mời 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 vào bên trong lưu cao tích vô cùng nhiệt tình sau khi mời lăng hàn vào phòng khách lại giới thiệu người trẻ tuổi áo vàng đây là khuyển tử lưu mạnh lâm bái làm môn hạ tu luyện trong thái cổ tông thái cổ tông lăng hàn nhìn người trẻ tuổi áo vàng hắn gật đầu nhưng lưu mạnh lâm cao ngạo không gì sánh kịp hắn thấy chính mình thế chính là truyền nhân mọt trong năm thế lực hóa linh cảnh của thiên hải tinh tự nhiên cao cao tại thượng có cảm giác ưu việt rất mạnh hắn không để ý đến lăng hàn phối hợp ngồi xuống lưu cao tích xấu hổ nhưng thực lực con trai quá mạnh hắn chi phối không được đành phải nói với lăng hàn hàn thiếu hiệp không biết hôm nay người tới đây là muốn làm gì lăng hàn cười cười nói ta muốn lưu ra chủ tạo thuận lợi bán phủ đệ này cho ta ha ha lưu cao tích vẫn không nói gì lưu mạnh lâm cười lạnh hắn khinh thường nhìn lăng hàn nói đây chính là tổ điện lưu gia ta, không bán. Đương nhiên lưu cao tích cũng không muốn bán, nhưng tuyệt đối không đắc tội người giống như lưu mạnh lâm, hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu là lăng hàn bão nổi, con trai chống đỡ được sao? Lăng hàn cũng cảm thấy khó chịu, ta mang thành ý thương lượng với ngươi, ngươi không đồng ý cũng không cần thiết ác ngôn như vậy. Người trẻ tuổi này đã quen tuộn buồm xuôi gió, cho nên coi ai ra gì, nói chuyện không kiêng nể gì. Lăng Hàn cũng lời so đo với loại người như thế, ta ra 200 đạo thạch, Thật, Lưu Mạnh Lâm không đợi Lăng Hàn nói hết, hắn lập tức đứng lên và nói ra. 200 đạo thạch đây, đây là một món của cải kinh người. Thiên phú của hắn rất cao, cũng là đệ tử chân truyền trong Thái Cổ Tông, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có thể đạt được hai khối đạo thạch, như vậy so sánh ra, 200 đạo thạch đáng tiền cỡ nào. Bán đi, dường như Lưu Mạnh Lâm sợ Lăng Hàn sẽ hối hận, hắn lập tức quyết định. Lưu Cao Tích, vừa rồi là ai chẳng thèm mó tới, còn nói tổ địa không bán, kết quả thế nào? nhưng tất cả hy vọng lưu ra đều đặt trên người lưu mạnh lâm bởi vậy lưu cao tích cũng không nói phá hắn gật đầu cho chúng ta thời gian ba ngày dọn nhà lưu mạnh lâm nói nhưng trong lòng thì đang cười lạnh chương bốn nghìn hai trăm năm mươi bốn tiểu nhân tham lam có câu nói rất đúng tiền của không lộ ra ngoài lang hàn vừa ra tay chính là hai trăm đạo thạch điều này nói rõ cái gì hắn có tiền hơn nữa cực kỳ có tiền dê béo như thế ai mà không muốn làm thịt Lưu Mạnh Lâm cũng không muốn bán tổ địa, hắn chỉ muốn lưu đám người Lăng Hàn lại, từ đó hắn mời cao thủ tông môn tới trấn áp Lăng Hàn. Hắn rất muốn ăn một mình, nhưng mơ hồ cảm ứng được Lăng Hàn cường đại, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, cho nên vì an toàn, hắn muốn mời vài sư huynh trong tông môn tới. Quá mạnh không được, sẽ bị đối phương đảo khách thành chủ. Ân, như vậy mời Dương sư huynh, Trương sư huynh, Lý sư huynh và Điền sư tỷ, bình thường năm người bọn họ có quan hệ không tệ, cùng đi thám hiếm di tích cổ, bồi dưỡng ăn ý nhất định. Hắn lập tức phát tin tức vào tinh võng, bảo bốn người chạy tới. Lăng Hàn trở lại khách sạn, nữ hoàng liền hỏi, chuyện như thế nào, đại thể xem như thuận lợi, có một ít chắc trở nhỏ. Lăng Hàn cười nói, hắn không biết Lưu Mạnh Lâm đánh chính ý định gì, nhưng đối phương chuyển biến quá nhanh, hắn cảm thấy việc này không đơn giản. Nữ hoàng chỉ gật đầu, nàng không đặt trong lòng, nàng là người cao ngạo như thế. Lăng Hàn hơi động lòng, một tay bắt lấy nữ hoàng nhanh chân đi vào trong phòng ngủ nữ cũng muốn chơi hổ nữ nhìn thấy nàng vội vàng đi vào trong chơi sinh con rất vui tại sao nàng lại bỏ lỡ chứ thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày sau lăng hàn tiến đến thu nhà hắn mang tới nữ hoàng hổ nữ mời mời tên gác cổng biểu hiện rất khách khí đoàn người lăng hàn đi vào trong phòng khách nhìn thấy phụ tử lưu cao tích lưu mạnh lâm đang chờ bọn họ lăng hàn phất tay lên bàn một đống đạo thạch xuất hiện, hắn thản nhiên nói. 200 đạo thạch ở đây, Lưu Mạnh Lâm lắc đầu, thật xấu hổ, có người ra giá cao hơn, ta không bán nhà này. Ha ha, đúng dịp như vậy, trong vòng 3 ngày lại có người coi trọng nơi này. Lăng Hàn đương nhiên không tin, hắn mỉm cười. A, à, đã có người khác mua rồi sao? Đương nhiên, trong tiếng cười to, từ giữa phòng có bốn người đi tới, theo thứ tự là ba nam một nữ, đều hết sức trẻ tuổi. Hàn Lâm, người còn muốn tòa nhà này, người phải tăng giá. Lưu Mạnh Lâm nhún vai, Lăng Hàn không để ý tới hắn, hắn nhìn sang Lưu Cao Tích, nói: "Lưu gia chủ, người nói thế nào?" Lưu Mạnh Lâm buồn bực, Lăng Hàn nhảy qua hắn, trực tiếp hỏi phụ thân của mình, rõ ràng không xem mình tồn tại sao? Lưu Cao Tích xấu hổ không gì sánh kịp, hắn cũng không phải người quá tham lam, từ bản ý, hắn tuyệt đối không muốn bán tổ trạch, nhưng con trai đã đáp ứng người ta, hắn cũng không tiếp tục phản đối, dù sao hắn cũng biết giá trị 200 đạo thạch kinh người thế nào nhưng hắn cũng biết con trai đổi ý như thế là vì muốn hại người hắn có thể nói gì mua không nổi thì cút một người trong đó đi ra điền lệ tịnh là nữ tử duy nhất khinh thường nói một câu ha ha còn đang diễn kịch tốt chơi với các ngươi lăng hàn phất tay hắn thu đạo thạch trên bàn vào pháp khí không gian sau đó hắn gật đầu với đám người nữ hoàng hắn ra hiệu rời đi chậm đã trong bốn người một tên nam tử mặc áo đỏ đi lên hắn tên là dương nguyên tư Người có thể đi, nhưng pháp khí không gian phải lưu lại. Nam tử mặc áo xanh nói, hắn là Lý Chính Bình. Bằng không lưu cái mạng lại, nam tử mặc áo làm trường ý viễn cười nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói, các người muốn ăn cướp sao? Bớt nói nhảm, người không hiểu đạo lý dùng tiền mua mạng sao? Dương Nguyên Tư nói, sắc mặt Lăng Hàn cổ quái, nói, các ngươi sẽ không hối hận. Ha ha, trên thế giới này không có chuyện gì làm chúng ta hối hận. Lưu Mạnh Lâm giành nói trước, hắn đã nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục đến phiên hắn giả bộ một lúc. Tốt, nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta tiến các ngươi lên đường. Lang Hàn cười nói, không được, tặng cho nữ. Hổ nữ vội vàng nhảy ra ngoài, nàng là phần tử hiếu chiến cực đoan, sau khi rời khỏi nguyên thế giới, mỗi ngày đều là tu luyện, thật sự không thú vị. Cho nên nàng làm sao bỏ qua chuyện chơi vui như thế. Cẩu ra cũng muốn, đại hắc cẩu đứng dậy, đồ lót kim loại làm người ta trói mắt. Ngươi cũng muốn phân một tên, Lăng Hàn nhìn về phía Sắc Trư, Sắc Trư lắc đầu, chiến lược cặn bã như nó đi ra chỉ ăn đòn mà thôi. Ha ha, một nữ nhân, một con chó, Lưu Mạnh Lâm lắc đầu, hắn lộ ra vẻ xem thường. Chó đại gia ngươi, đại hắc cầu lập tức giết tới, nó phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, nó xuất hiện trước mặt Lưu Mạnh Lâm, đánh ra một vuốt. Hiện tại đại hắc cầu không yêu nghiệt như Lăng Hàn, nhưng nó tu công pháp thánh nhân, còn có đại la thiên bảo thuật, chiến lực của nó rất châu bò, lại nói, nó hiện tại đã là trúc thiên cơ, nhưng Lưu Mạnh Lâm chỉ là trúc nhân cơ, tranh lệch to lớn cỡ nào. Ba, một móng vuốt tát tới, Lưu Mạnh Lâm hét thảm ngã xuống. Đại hắc cẩu dẫm lên đầu Lưu Mạnh Lâm, vẻ mặt mờ mịt nói. Vô địch tịch mịch cỡ nào, quá giả, nhưng bốn người Lý Nguyên lại rung động, tình báo không đúng, không phải nói đối phương chỉ có một tên trúc cơ sao, vì sao lại có yêu cầu biến thái như thế. Đây là tu vi trúc thiên cơ, một tát có thể đánh ngã Lưu Mạnh Lâm, chiến lược quá hung mãnh. còn ai? đại hắc cầu đứng thẳng, hai cái chân trước chắp sau lưng, đồ lót sắt lóe sáng. yêu cầu biến thái, không nên quá đắc ý. trương ý viễn đi ra, hắn chính là trúc thiên cơ, tự nhận sẽ không thua đại hắc cầu. đến, đại hắc cầu ngoắc ngoắc móng vuốt, trương ý viễn giết tới gần, hắn đánh ra một quyền. nắm đấm vừa đánh ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. hèn hạ, hắn cắn răng quát lớn bởi vì đại hắc cẩu đã sách lưu mạnh lâm lên cũng dùng đối phương làm tấm thuẫn cái gì người nói cẩu ra hèn hạ đại hắc cẩu kinh ngạc còn không được mắng ngươi trương ý viễn tức giận nói ra đại hắc cẩu cười to cẩu ra hèn hạ vô sỉ thêm hạ lưu người có thể làm gì nó xoay người lại lắc lắc cái mông với trương ý viễn dáng vẻ rất hèn mọn khốn kiếp tại sao lại có yêu thú vô sỉ như thế đừng nói trương ý viễn cho dù là ba người dương nguyên tư cũng tức giận xanh mặt Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Trương Ý Viễn tiếp tục xuất thủ, hắn cực kỳ tức giận, nhất định phải bắt lấy Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu vẫn như thế, nó dùng Lưu Mạnh Lâm làm tấm thuẫn, đám người Trương Ý Viễn hủy bỏ công kích, nó lại vung móng vuốt liên tục. Kể từ đó, Trương Ý Viễn lâm vào hạ phong tuyệt đối. Ánh mắt hắn lóe sáng, hắn đánh ra một kích, Lưu Mạnh Lâm bị đưa ra đỡ đòn, hắn không thu tay và đánh tiếp. Chương 4255, Thanh Hà bí cảnh. Trương Ý Viễn rõ ràng nếu hắn bị trói chân trói tay mãi mãi xa không có khả năng chiến thắng đại hắc cẩu cho nên hắn tráng sĩ chặt tay không còn sợ ném chuột vỡ bình trái lại lưu mạnh lâm chỉ là sư đệ của hắn mà thôi cũng không phải cha ruột càng không phải con ruột ba người dương nguyên tư lý chính bình cũng không mở miệng quát bảo ngưng lại bọn họ nghĩ đây mới là cách giải quyết tốt nhất chỉ có lưu cao tích khẩn trương con hắn bị đưa ra làm tấm thuẫn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đúng là tâm ngoan thủ lạc Đại hắc cầu lắc đầu, nó không khách khí dùng Lưu Mạnh Lâm làm thuẫn, bành bành bành, mười mấy chiêu mà thôi, Lưu Mạnh Lâm bị đánh tàn. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta từ bỏ tòa nhà này, chỉ cần buông tha con trai của ta, chúng ta lập tức đi ngay. Lưu Cao Tích chảy nước mắt đầy mặt, hắn không có lòng tham như thế, chỉ cần con trai thật tốt là được. Tốt, trả lại cho ngươi. Đại hắc cầu vung móng vuốt lên, nó ném Lưu Mạnh Lâm bay ra ngoài, dù sao tấm thuẫn đã bị nó chơi hỏng. Hừ, đi chết đi, Trương Ý Viễn lập tức đánh tới. Cho dù hắn không tiếp tục sợ ném chuột vỡ bình, nhưng không dám hạ tử thủ với Lưu Mạnh Lâm, dù sao cũng là huynh đệ đồng môn, nếu hắn đánh chết Lưu Mạnh Lâm, hắn sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên, hiện tại hắn mới chính thức buông tay buông chân. Hắn dẫn động năng lượng tầng thứ cao, ánh sáng màu xanh sẫm bao phủ cánh tay, uy lực quyền pháp tăng lên một bậc. Cẩu ra còn sợ ngươi hay sao? Đại hắc cẩu gào to, nó vung móng vuốt va chạm với Trương Ý Viễn. Oanh, Quyền móng tấn công, Trương Ý Viễn khiếp sợ, thân thể hắn bay ngược về phía sau, toàn thân đổ máu. Cái gì, ngay cả Trương Ý Viễn cũng không thể địch lại yêu cầu biến thái kia. Ba người Dương Nguyên Tư cảm thấy ra đầu tê dại, nguy rồi, hắn bị ra hỏa lưu mạnh lâm hãm hại, đoàn người này không phải dê béo gì, chính là một con mãnh hổ. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Dương Nguyên Tư vội vàng tiến lên giảng hòa, ngươi muốn đánh với nữ sao, đến đây, hổ nữ thấy hắn nói chuyện, lập tức tung người nhảy lên tấn công Dương Nguyên Tư. Con mẹ ngươi, Dương Nguyên Tư hết sức buồn bực, hắn đang cầu xin tha thứ, nhà đầu ngươi không có lỗ tai sao. Hắn nhìn hổ nữ, mặc dù gương mặt mang sa mỏng che mặt, không nhìn rõ chân dung nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng hưng phấn. Khốn kiếp, đây là một phần tử hiếu chiến. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động ứng chiến, nhưng mới tiếp một chiêu, hắn quá sợ hãi, bởi vì hổ nữ quá cường đại. Đây là chút cực cơ, tại sao lại mạnh như thế? Chỉ qua vài chiêu, hắn bị đánh nằm xuống đất. Lý Chính Bình, Điền Lệ Quyên nhìn thấy thế, bọn họ nào còn chiến ý, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đã động thủ, như vậy làm sao có thể tha cho bọn họ? Lăng Hàn gật đầu với Bảy Tiểu Hoa Nhi, đạt được hắn cho phép, Bảy Tiểu Hoa Nhi hưng phấn lao ra ngoài. Các nàng vẫn chưa bước vào chú đỉnh, nhưng từng người đều là tiên thiên thần thể, thực lực kinh khủng cỡ nào. Mọi người xông lên đánh vài quyền, Lý Chính Bình và Điền Lệ Quyên bị đánh thành đầu heo. Tiểu Hàn Tử giết bọn chúng diệt khẩu đi. Đại hắc cầu hung tợn nói ra, dọa đám người trương ý viễn run rẩy. Trước giữ lại, có khả năng cần đến. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không giết. Hắn bắt đầu tìm kiếm lối vào bí cảnh, tự nhiên cần hủy phủ đệ lưu ra, sau đó đào sâu ba thước đất, hắn tìm được một cây cột đá. Chính là nơi này, dựa theo tư liệu trong yểm nguyệt bí cảnh, hắn nhanh chóng tìm ra biện pháp mở bí cảnh, niệm lực của hắn đánh ra ký hiệu đặc thù vào cột đá. Tạp tạp tạp, cột đá thay đổi, sau đó một bình đài xuất hiện, phía trên vẽ trận văn phức tạp. Đi, Lăng Hàn nói với nữ hoàng, đại hắc cẩu, cũng mang theo đám người lưu mạnh lâm, trương ý viễn đi vào, hắn lại khởi động trận pháp, ông, một tia sáng xuất hiện, bọn họ biến mất. Ánh sáng rối loạn nhưng dừng lại rất nhanh, bọn họ xuất hiện trên một bình nguyên, chân trời có hào quang màu xanh. Đây là thanh hà bí cảnh, là địa phương của Dương Thánh Nhân bố trí khảo nghiệm thứ hai. Lưu Mạnh Lâm, Dương Nguyên Tư đã hiểu ra, vì cái gì Lăng Hàn muốn mua lại tổ địa lưu ra, thì ra phía dưới nơi này là lối vào bí cảnh. Bọn họ đều hoảng sợ, biết bí mật lớn như thế, bọn họ còn có thể sống sót rời đi hay sao? Ánh sáng nơi này là vật đại bổ, Lăng Hàn nói, đây cũng là hắn đạt được tư liệu. Vì cái gì hắn vừa bước vào chú đỉnh đã vội vàng đi tới nơi đây, trừ thánh nhân truyền thừa ra, ánh sáng cũng là một mục tiêu của hắn. Đại hắc cầu vội vàng chạy lên phía trước, tiểu hàn tử, cầu ra đi trước một bước. Chó chết, Lăng Hàn cười ha ha, ánh sáng dễ hấp thu như vậy sao? Đi, đi tới địa huyền cung. Địa huyền cung chính là nơi thánh nhân truyền thừa, cũng là nơi khống chế bí cảnh, muốn có được ánh sáng, nhất định phải nắm giữ địa huyền cung trước tiên. Uy, các ngươi đi đâu? Đại hắc cầu chạy nửa ngày nhưng không thấy đám người Lăng Hàn cùng tiến lên, lại hấp tấp chạy trở về, cũng không tìm được ánh sáng ở đâu, nó vừa chạy vừa hô lớn. Bí cảnh này còn nhỏ hơn yểm nguyệt bí cảnh nhiều lắm, trên thực tế, Yểm Nguyệt Bí Cảnh là nơi cổ dương thánh nhân dùng để sàng lọc truyền nhân, cũng chọn ra hậu tuyển giả, ba bí cảnh còn lại dùng khảo nghiệm xem đối phương có tư cách làm truyền nhân hay không, dù sao có ít người kinh diễm nhất thời, sau đó chẳng khác gì người thường. Cho nên, cổ dương thánh nhân thà rằng đạo pháp thất truyền cũng không muốn truyền cho một người tầm thường, làm nhục tên tuổi của mình. Qua 10 phút đồng hồ, bọn họ đã đi tới địa huyền cung. Nơi này rất nhỏ, nói nó là cung điện, còn không bằng nói là tòa nhà hơi lớn một chút. Lăng Hàn đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy phía trước là con đường rất dài, chiều dài khoảng trăm trượng, cuối cùng là một thanh kiếm. Kiếm kia chính là đầu mối then chốt khống chế nơi này. Lăng Hàn nói, nó là pháp khí cổ dương thánh nhân dùng khi còn là chú đỉnh, sau khi hắn thành thánh, hắn lại luyện lần nữa, có thể nói là cực phẩm trong pháp khí nhị tinh. Cầu gia vừa vặn thiếu một món pháp khí, thanh kiếm này là của cầu gia. Đại Hắc Cầu nói, lời này lọt vào tai đám người lưu mạnh lâm, đôi mắt bọn họ tỏa sáng đầu mối then chốt khống chế nơi này nếu bọn họ cầm lấy thanh kiếm này chẳng lẽ có thể điều khiển bí cảnh đừng nói thoát thân còn có thể chuyển bại thành thắng xoay người biến từ nô lệ thành chủ nhân ha ha những người này đúng là tự đại lại dám không trói buộc tu vi của bọn họ từ đó tạo thuận lợi lớn cho bọn họ năm người nhìn nhau đột nhiên cùng nhau bộc phát lao lên phía trước nhưng bọn họ mới đi một bước đã lảo đảo kém chút ngã xuống đất trong lối đi này có trọng lực vô cùng lớn không chỉ như vậy một bóng người xuất hiện từ lòng đất, lúc này lập tức bao phủ toàn bộ thông đạo. Xoát, bóng người đầu tiên tấn công 5 người Lưu Mạnh Lâm. chương 4256, âm hồn, những bóng người này cũng không phải là thực thể, mà là hơi mờ, dường như do ánh sáng tạo thành, chúng vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thức lạnh như băng. 5 người Lưu Mạnh Lâm lâm vào khổ chiến, bọn họ không dám lui lại, nếu lọt vào trong tay lăng hàn, bọn họ còn có đường sống sao. Cho nên chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, thu hoạch được thanh bảo kiếm kia, khống chế toàn bộ bí cảnh, chẳng những có thể xoay người, thậm chí còn có đại cơ duyên. Vậy mà những bóng người kia có chiến lược quá mạnh, trong nháy mắt đã đánh bọn họ kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Tiểu hàn tử, đây chính là nguyên nhân người dẫn bọn chúng tiến vào đúng không? Đại hắc cầu hỏi, lang hàn cười ha ha, hắn nói, ta có xấu bụng như vậy không? Có, đại hắc cầu gật đầu khẳng định, ngay cả sắc chư cũng đồng tình với lời này, đều là tên vương bát đản kia làm hại nó lang thang khắp nơi lang hàn im lặng hắn không hề muốn hạm hại đám người lưu mạnh lâm nhưng vì lý do giữ bí mật hắn mới mang theo năm người kia cùng tiến vào nơi này không nghĩ tới chính bọn chúng lại tự tìm đường chết đương nhiên không có phong bế tu vi bọn chúng kỳ thật lang hàn cũng vô tình hay cố ý dung túng bọn họ những bóng người kia là gì đương nhiên đại hắc quỷ không ngại lang hàn xấu bụng hay không xấu bụng thậm chí nó còn biểu thị vui vẻ kiếm ăn tổng thế giới cường giả vi tôn chỉ có một lời chính nghĩa thì có ích lợi gì? Ngay cả mình còn không bảo vệ được, còn muốn bảo vệ người khác." Lăng Hàn phát động nhãn thuật quan sát, nói, "Hẳn là quỷ vật, âm hồn." Nhị Hoa tiếp lời, "Không sai, Thiên Hải tinh chính là lối vào âm phủ, lúc trước còn làm hại Cổ Dương thánh nhân vẫn lạc, cho nên Cổ Dương thánh nhân bắt chút âm hồn ở lại nơi này cũng không kỳ lạ." Đại Hoa cũng nói, Lăng Hàn gật đầu, "Những thứ kia không phải trận pháp diễn hóa thành thân thể, cảm giác âm u như vậy không hợp với sinh linh." Người sau khi chết sẽ biến thành âm hồn hay sao? Hắn tò mò việc này. Nếu quả thật như thế, những người bị hắn giết cũng hóa thành âm hồn sao? Cổ đại năng nghiên cứu qua, nghe nói sinh linh sau khi chết, âm hồn tiến vào âm phủ, đó là thế giới khác biệt với thế giới của chúng ta. Trên lý luận cả hai không có khả năng tương dung với nhau, chỉ có thời khắc tử vong, âm hồn mới có thể xuyên thấu bích chướng hai giới. Nhưng hai thế giới tồn tại thời gian quá lâu, dẫn đến có nhiều chỗ bắt đầu dung hợp. Nhị Hoa nói. Nghe các tiểu hoa nhi nói nghiêm túc như thế, người ta luôn có cảm giác buồn cười. Lăng Hàn cố gắng khống chế không cười, hắn nhìn năm người Lưu Mạnh Lâm đang khổ chiến. Thiên Hải Tinh chính là một điểm dung hợp giữa hai bên, lúc trước âm phủ mở rộng, vô số âm hồn tràn vào, ủ thành tai kiếp lớn. Không sai, bảy tiểu hoa nhi gật đầu, trong lúc bọn họ nói chuyện, năm người Lưu Mạnh Lâm không gánh nổi và giết trở về, nhưng trọng lực trong con đường này rất mạnh, bọn họ tiến lên gian nan, càng quan trọng hơn là lúc trước bọn họ quyết tâm muốn lao về phía trước hơn nữa đã lao đi một đoạn hiện tại còn muốn giết trở lại khó đám người lăng hàn không có ý ra tay là năm người đó tự tìm không qua bao lâu năm người bị đánh chết cảnh tượng quỷ dị xuất hiện năm người kia vừa chết một lần những âm hồn tự giết lẫn nhau chúng đánh nhau rất kịch liệt nhưng cuối cùng có năm âm hồn mạnh nhất thu được thắng lợi phân biệt tiến vào trong thi thể năm người lưu mạnh lâm sau đó bọn họ lảo đảo đứng lên khốn kiếp Sát chết vùng dậy. Năm người Lưu Mạnh Lâm nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hàn, bọn chúng không còn hành động cứng ngắt như lúc trước, hưu hưu hưu, bọn chúng lao tới tấn công đám người Lăng Hàn. Trong quá trình này, âm hồn trong thông đạo không xuất thủ với bọn chúng, giống như tán thành chúng là người nhà. Mà còn có thể mượn xác hoàn hồn, Lăng Hàn giật mình, khó trách âm phủ đại môn mở ra về sau, sẽ tạo thành đại tai nạn, đây chính là muốn đem người sống thay vào đó. Hắn trước tiên giết ra ngoài, đấm ra một quyền, thiên đạo hỏa hùng nhiên, hỏa diễm chi lực hẳn là đối phó âm hồn cực tốt vũ khí. Bành bành bành, năm quyền mà thôi, Lưu Mạnh Lâm năm người liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều là dạn nứt, lại thế mà không có sụp đổ. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ là tiện tay mà làm, nhưng lấy hắn chú đỉnh lực lượng, dù chỉ là một tia mà thôi, đều đủ để oanh sát trúc cơ. Bị âm hồn phụ thể về sau, những thi thể này thế mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Ô ô ô ô, năm người Lưu Mạnh Lâm đều phát ra âm thanh cổ quái, từ trên người bọn họ phát ra khí thức rất đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã tăng lên cấp bậc chú đỉnh, nhân đỉnh, địa đỉnh, thiên đỉnh. Chúng không có bước vào cấp bậc sinh đan, nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, bọn chúng chắc chắn đã tới cấp bậc 4 đỉnh đến 5 đỉnh. 3, 3, 3, thân thể 5 người lưu mạnh lâm dạn nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, biển lệ tịnh rớt ra một cánh tay. Khí thức 5 người tăng lại, không phải bọn họ không thể mạnh hơn, mà là thân thể của bọn họ gánh không được. T, thực lực của năm âm hồn khi còn sống vượt xa chú đỉnh nếu không không có khả năng chỉ là một âm hồn lại có thể gia tăng thực lực nhiều như thế lăng hàn nghiêm túc âm hồn thật đáng sợ khó trách lúc trước tạo thành hạo kiếp như thế hơn nữa ngay cả thiên đạo hỏa cũng không khắc chế âm hồn rất lớn thân thể của bọn họ giống như gỗ ướt phi thường khó đốt vậy thì đổi một cái lăng hàn hai tay chấn động hai nắm đấm lên đồng thời quấn lên năng lượng hủy diệt trước kia làm không được bởi vì năng lượng hủy diệt quá ít chỉ có thể bao khỏa tại một nắm đấm lên, hiện tại, hai nắm đấm miễn cưỡng có thể. Làm năng lượng hủy diệt lộ ra về sau, chỉ thấy Lưu Mạnh Lâm năm người thế mà đồng thời lui về phía sau một bước, mặt cương thi lên đều là lộ ra rõ ràng vẻ kiêng rè, càng có mãnh liệt chán ghét. Không chỉ đám bọn họ, trong thông đạo âm hồn cũng rất giống bị chọc giận, trở nên không gì sánh được đến táo bạo, nếu không phải lực lượng nào đó đưa bọn họ trói buộc, đoán chừng bọn nó hoặc là hướng về lăng hàn giết tới, hoặc là chính là chạy sạch sẽ. a à, năng lượng hủy diệt có thể khắc chế âm hồn lăng hàn trong lòng hơi động thân hình lại là không chút do dự giết ra ngoài hắn đấm ra một quyền lưu mạnh lâm năm người đều là không dám đón đỡ vội vàng lui ra phía sau lăng hàn phát động chỉ xích thiên nhai đã là đuổi kịp trương ý viễn cũng xuất ra một quyền trương ý viễn không thể không ngăn cản hắn đáp trả một quyền của lăng hàn bành nắm đấm hai người va chạm với nhau thân thể người nào cũng chấn động đây là phân cao thấp bằng sức mạnh thân thể nhưng năng lượng hủy diệt lại là thông qua nắm đấm của Trương Ý Viễn lan khắp thân thể, chỉ trong nháy mắt đốt cháy toàn thân của hắn, tốc độ nhanh chóng giống như thoa sáp khắp toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, Trương Ý Viễn đã biến thành cho tàn, âm hồn tiến vào thân thể hắn hoảng hốt chạy ra ngoài, nhưng vô dụng, nó đã bị dính lửa, không ngừng phát ra tiếng gào thét bằng thần thức, bản thân vô cùng đau đớn. Qua một lúc sau, nó đã hóa thành cho tàn. Chương 4257, Hào quang bổ thân. Quả nhiên, năng lượng hủy diệt có hiệu quả khắc chế rất lớn với các âm hồn mặc dù bốn người lưu mạnh lâm bị âm hồn mượn thi mỗi người có gương mặt như cương thi cũng chết lặng nhưng bây giờ bọn chúng lại hoảng sợ chỉ nói về lực lượng bọn chúng không kém gì lăng hàn nhưng năng lượng màu đen của lăng hàn quá kinh khủng có tác dụng khắc chế bọn chúng rất kinh người không thể đánh bốn người đồng thời bỏ chạy lăng hàn sẽ không thả bọn chúng rời đi hắn phát động chỉ xích thiên nhai đuổi kịp một người hắn xuất ra một quyền sau đó lại không nhìn hắn lại đuổi theo người thứ hai, hắn xuất bốn quyền liên tục thì dừng lại, đám người lưu mạnh lâm bị đốt hầu như không còn, bốn âm hồn cũng như thế. Đại hắc cầu lè lưỡi, may mắn nó không có lòng tham nhảy tới phía trước, nếu không, nó hiện tại cũng biến thành con chó âm hồn. Lăng hàn nhanh chân đi vào trong thông đạo, đám âm hồn còn lại lui về phía sau, chúng đẻ ép lẫn nhau, hiển nhiên cực kỳ e ngại lăng hàn. Không phải e ngại hắn, mà là e ngại năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn không ngừng tiến lên, những âm hồn kia không ngừng lui lại hiển nhiên e ngại tới mức tận cùng lúc lăng hàn sắp đi tới cuối thông đạo những âm hồn kia lui không thể lui hoàn toàn gộp lại làm một bọn nó không ngừng phát ra tiếng rít bằng thần thức dường như đang cảnh cáo lăng hàn đừng tới gần nếu không bọn nó không tiếc liều cá chết lưới rách lăng hàn không quan tâm hắn tiếp tục tiến lên cảnh tượng kinh người xuất hiện những âm hồn kia bắt đầu tự giết lẫn nhau a à, bị sợ choáng váng sau khi mấy âm hồn chém giết nhau ánh sáng cấu thành thân thể bọn chúng bị âm hồn khác hấp thu, những âm hồn kia cũng lớn lên. Lang Hàn kinh ngạc, mặc dù chúng tự giết lẫn nhau nhưng cũng là một loại thủ đoạn tự cứu, thôn vệ đồng bạn lớn mạnh bản thân, cuối cùng đạt tới trình độ có thể ngăn cản Lang Hàn. Giết, Lang Hàn không có tâm tình nhìn chúng lớn mạnh tới mức có thể chống lại mình, hắn xông lên phía trước, hắn vung hai quyền, năng lượng hủy diệt bao phủ hai tay. Âm hồn tiêu vong với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau một phút đồng hồ, tất cả âm hồn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lăng Hàn nhanh chân đi ra khỏi thông đạo, hắn đưa tay cầm chuôi kiếm. Lúc này có một đạo ý niệm truyền tới, lượng tin tức không ít, có công pháp cổ dương thiên kinh chú đỉnh thiên, có tọa độ và phương pháp mở ra nơi kế tiếp, còn có nhận biết của cổ dương thánh nhân về âm hồn. Ánh mắt Lăng Hàn chấn động, hắn đang tiếp thu tư liệu, cũng đang tiêu hóa. Mấy phút đồng hồ sau, hắn khoát tay, đến đây đi, không có nguy hiểm. Lăng Hàn nói, đại hắc cẩu gào lên, nó xông tới nhổ thanh kiếm lên. Đây là của cẩu gia, được được được, cho ngươi. Lang Hàn cười nói, hắn có hỗn độn cực lôi tháp, trong mắt hắn, pháp khí như vậy là cặn bã. Ta muốn bắt đầu tiếp dẫn hào quang, chuẩn bị xong chưa? Lang Hàn nói, sau đó nói với đại hắc cẩu, đầu tiên cầm thanh kiếm kia ra, ta cần dùng nó khống chế bí cảnh này. Đại hắc cẩu vô cùng hoài nghi, ngươi sẽ không phải muốn tham ô bảo bối của cẩu ra đấy chứ. Cút, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, Lang Hàn cắm vào bảo kiếm, ý niệm thông qua bảo kiếm trải rộng toàn bộ bí cảnh, hắn giống như thần linh không gì không làm được. Ánh sáng màu xanh xuất hiện, hưu hưu hưu, phía chân trời xuất hiện tia sáng màu xanh quấn quanh thân thể đám người nữ hoàng, hổ nữ. Đám người nữ hoàng đều vận chuyển cổ dương thiên kinh, xeo, 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 một tia sáng bị bọn họ hấp thu, hòa thành lực lượng cực kỳ bản nguyên, gia tăng tu vi và lớn mạnh tiên cơ của bọn họ. Cầu ra sắp đột phá, cũng không lâu lắm, đại hắc cầu gào lên, lúc này khí thức của nó vô cùng mạnh mẽ nhưng không ổn định. Nữ hoàng, hổ nữ cũng đã đạt tới trúc thiên cơ đỉnh phong, bắt đầu xung kích trúc cực cơ. Lăng Hàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tu vi nữ hoàng các nàng hiện tại tương đối kém, hắn muốn gia tăng cảnh giới của các nàng trước. Nữ hoàng, đại hắc cầu không khó đột phá trúc cực cơ, chỉ tốn gần nửa ngày là có thể đột phá, Lăng Hàn lại gọi ánh sáng tới cho bọn họ tu luyện. Nếu như có thể một hơi sông lên chú đỉnh, như vậy là tốt rồi nhưng ánh sáng này là đại bổ nhưng giống đan dược cũng có trình độ bão hòa qua nửa ngày đám người nữ hoàng hấp thu ánh sáng cũng không thể gia tăng thực lực lúc này lăng hàn mới ngồi xếp bằng xuống hắn trùng tu cổ dương thiên kinh chú đỉnh thiên hắn hấp thu ánh sáng bí lực của hắn tinh khiết hơn trước nếu không cảnh giới của hắn sẽ yếu hơn hơn lúc trước rất nhiều sau khi tất cả ánh sáng biến mất tu vi của lăng hàn cũng tiếp cận thiên đỉnh đỉnh phong cái chân thứ ba kém một ít là hình thành lăng hàn hết sức hài lòng mặc dù cảnh giới tiến bộ không lớn nhưng bí lực đã được chiết xuất tinh khiết hơn rất nhiều chiến lực tăng lên không nhỏ đi nên rời đi đại hắc cẩu vẫn chưa thỏa mãn trong bí cảnh lại không có chỗ tốt nào khác a à, đây chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi muốn có đại thu hoạch cho dù thế nào cũng phải đến bí cảnh cuối cùng lang hàn nói hiện tại chỉ là giai đoạn cổ dương thánh nhân kiểm tra cho nên có thể đạt được công pháp và ánh sáng gia trì có thêm một thanh bảo kiếm đã là không tồi ai thánh nhân keo kiệt đại hắc cầu nhổ nước bọt, đúng đấy, quá keo kiệt, hổ nữ cũng phụ họa nói, đi, bọn họ ra khỏi bí cảnh, Lăng Hàn đã sớm xóa đi ký ức của tất cả người lưu ra, trực tiếp đi tới đế đô. Lăng Hàn muốn tới gặp hiên viên định quốc trước, rốt cuộc gia hỏa này cũng bước vào trúc cơ, nhưng giới hạn ở thiên phú, có khả năng 200 năm nữa cũng khó đột phá chú đỉnh. Lăng Hàn lưu lại một ít hóa cơ đan cho hắn, hy vọng có thể trợ giúp đối phương một chút sức lực, tương lai có cơ hội bước vào chú đỉnh. Sau đó, hắn lại đi thăm công chúa yêu tộc bích tiêu công chúa vẫn lưu lại đế đô sau khi nàng nhìn thấy lăng hàn thì chờ mong nói ngươi muốn đi cửu dương thánh địa sao đúng vậy làm sao vậy lăng hàn hỏi lại ta đang lo không có cách nào đi ngươi tới thật đúng lúc cũng phải bích tiêu công chúa được hầu ca trợ giúp khôi phục huyết mạch hiện tại xem như cũng có tiên thiên thần thể phù hợp điều kiện của cửu dương thánh địa được chúng ta cùng đi trên thiên hải tinh không có gì đáng lưu luyến lăng hàn cũng không có đi gặp trần phong viêm hắn lớn hơn hóa linh chân quân một đời, gặp mặt chỉ làm đối phương xấu hổ, cho nên không gặp tốt hơn. Lăng Hàn bảo đường Vân Nhi cầm phi toa ra, bọn họ quay về Nguyệt Hoa Tinh, chỗ đó có truyền tống trận, tốc độ cũng nhanh hơn phi toa rất nhiều. Một tháng sau, bọn họ đi tới Nguyệt Hoa Tinh, đám người lâm lạc đã sớm xuất phát, Lăng Hàn cũng không nhàn dỗi, hắn và đám người nữ hoàng bắt đầu gấp rút lên đường. Bọn họ liên tục ngồi bảy lần truyền tống trận, không thể không dừng lại và tìm nơi ở lại. Chương 4258: Bố trí lôi đài. Mỗi lần sử dụng truyền tống trận đều tạo thành phụ tải nhất định lên thân thể, khoảng cách truyền tống càng xa, phụ tải sẽ càng lớn, tích lũy đến mức nhất định sẽ tạo thành tổn thương to lớn. Có người liên tục sử dụng 17 lần truyền tống trận, vào một lần cuối cùng đi ra ngoài, cả người đều bị không gian xé nát thành mảnh nhỏ. Cho nên, sau khi liên tục sử dụng mấy lần truyền tống trận, Lăng Hàn quyết định nghỉ ngơi, chờ khôi phục hoàn toàn mới lên đường lần nữa. Bọn họ ở lại nơi này vài ngày, sau đó tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau, bọn họ cũng đi tới Cửu Dương Tinh. Cửu Dương Tinh chính là tinh thể của Cửu Dương Thánh Địa, trước kia cũng không có tên này, nhưng Cửu Dương Thánh Nhân quá nổi danh, lúc trước có danh xưng đệ nhất nhân trong tinh không, cho đến khi Lăng Thiên Tổ Vương thành tựu đế vị, hắn mới ủy khuất đứng ở vị trí thứ hai. Tính thời gian một chút, đây đã là chuyện trăm triệu năm trước. Trên đời này không có sinh linh bất hủ, mạnh như tổ vương cũng chỉ có thể sống trên ngàn vạn năm thánh nhân chỉ có thọ nguyên trăm vạn năm hơn nữa đó là tình huống tính toán trên thực tế không có ai sống lâu như vậy trừ phi đạt được thánh dược lang hàn vô cùng cảm khái tổ vương mạnh nhất cũng có thời điểm hao hết thọ nguyên vô địch cả đời cũng có lúc kết thúc nói từ điểm này có phải sống trong nguyên thế giới tốt hơn hắn bật cười trừ phi thần thạch không hỏng nguyên thế giới mới có thể tồn tại vĩnh viễn một khi phá hư tất cả sinh linh trong đó chỉ có con đường chết cho dù sống thêm được mấy kỷ nguyên, sinh tử còn phải xem thiên ý. Vận mệnh phải nắm giữ trong tay mình, ý chí của Lăng Hàn rất kiên định, không lo được lo mất. Nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu đánh vào bài danh một vạn trong tinh võng, bích tiêu công chúa là tiên thiên thần thể, cho nên bọn họ chẳng khác gì trực tiếp cầm danh ngạch báo danh, chỉ cần đến lúc đó thông qua tinh võng xác nhận là được. Lăng Hàn lại không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được danh ngạch báo danh. Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh nhau, đánh ra thanh danh hiển hách, cửu dương thánh địa tự nhiên sẽ đưa tư cách báo danh cho mình. Nói làm liền làm, Lăng Hàn rất phách lối kéo biểu ngữ cho võ đài, trên đó viết chú đỉnh đệ nhất cao thủ, từ đó nhiều người tức giận. Có ít người chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lăng Hàn chỉ lè người, cố ý hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng có ít người lại cảm thấy khó chịu đi lên khiêu chiến, tự nhiên bị thảm bại. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn chưa bại một lần, tự nhiên thanh danh tăng lớn, cũng hấp dẫn những người có thực lực khiêu chiến. Nhưng cho dù ai khiêu chiến đều vô dụng, Lăng Hàn dễ dàng thủ thắng, thể hiện phong thái vô địch của mình. Thanh danh của hắn càng truyền đi càng xa, trên tinh võng bàn tán sôi nổi, có ít người hô hào cường giả bài danh trước một vạn chân sáp Lăng Hàn, sao có thể nhìn tiểu tử vô danh phách lối như thế. Rất nhanh, đã có một người hưởng ứng, muốn đi gặp gỡ Lăng Hàn. Người này tên là Lục Kiếm Vân, bài danh hơn 9.000 trên tinh võng, phi thường không tầm thường, đặt trên tinh thể nào cũng là cao thủ số một số 2, là cao thủ chân chính. Lục huynh xuất mã, ha ha, ngày tốt lành của tên kia sẽ chấm dứt. Lăng Hàn, xuất hiện từ đâu? Dường như là Nguyệt Hoa Tinh đi, cái gì, là tinh thể chưa từng sinh ra thánh nhân. Đúng, chính là nhà quê ở loại địa phương nhỏ kia tới, cho rằng đánh thắng vài con Amiu A à cầu là vô địch. Ha ha, có năng lực thì lên tinh võng, lúc nào đánh, đánh ở đâu, ta muốn đi tham gia náo nhiệt. Cùng đi cùng đi, rất nhiều người biểu thị muốn xem cuộc chiến, lục kiếm vân vô cùng hào phóng, nói cho mọi người thời gian, ba ngày sau mới đi khiêu chiến, từ đó mọi người có thể tới quan sát. Đương nhiên, đây là nhắm vào người cửu dương tinh, còn ở góc khác của tinh không thì không có biện pháp. Nhưng không sao, khẳng định có người sẽ thông qua tinh võng xem trực tiếp. Lăng Hàn cũng nghe nói, hắn cười cười và không đặt việc này vào trong lòng. Thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh, Lăng Hàn kết thúc tu luyện và tiến lên lôi đài. Sắp đến giữa trưa, lúc này có rất nhiều tia sáng bay tới, nhìn kỹ, có rất nhiều người ngự khí bay tới. Hiu hiu hiu, một bóng người đáp xuống, sau đó như chúng tinh phùng nguyệt, tên nam tử trẻ tuổi cất bước tiến lên, dáng người thon dài, sợi tóc đen bóng mượt, trên người tỏa ra thần quang khác lạ, bất cứ người nào cũng phải nhìn thêm vài lần. Lục kiếm vân tới, lang hàn thu hồi ánh mắt, mặc kệ người tới là ai, cho dù là thủy nhất, vạn đạo tới, hắn cũng không sợ đánh một trận. Đúng rồi, ba tên mãnh nhân kia tới không, ngươi chính là lang hàn người trẻ tuổi cầm đầu đi lên lôi đài, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn nói: "Nếu ngươi không ngốc, ngươi không nên hỏi vấn đề thấp kém như vậy." Người tuổi trẻ kia biến sắc, nhưng hắn chưa lên tiếng, phía dưới đã có người gào lên: "Đúng là quá phách lối, cho rằng mình là ai, dám nói với Lục huynh như vậy." Lục huynh bài danh 9632 trong chú đỉnh cảnh. "Ngươi sai rồi, đó là bài danh ngày hôm qua, hôm nay đã là 9629." A à, lại tiến bộ, lục huynh tiền đồ vô lượng, bước vào bài danh trước một vạn còn có thể tăng lên vững vàng như thế. Không hổ là siêu cấp thiên tài, chờ sau khi tiến vào cửu dương thánh địa, bài danh của lục huynh khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục kiếm vân hóa giận thành kiêu ngạo, có nghe hay không, hắn là tồn tại khó lường thế nào. Ngây ngốc làm gì, còn không xuất thủ, lang hàn lắc đầu, nói, ngươi tới làm pho tượng sao, lục kiếm vân tức giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó giết tới gần Lăng Hàn. Hắn không nhịn được, mặc kệ hắn phong độ hay không phong độ, trang bức hay không trang bức, hắn hiện tại chỉ muốn giáo huấn Lăng Hàn một trận. Có thể bài danh trước một vạn trên tinh võng, thực lực lục kiếm vân rất bất phàm, hắn phát động tiên thuật, đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh núi lớn, khi hắn giết tới, ngọn núi đánh thẳng về phía Lăng Hàn, vô cùng chân thật, giống như muốn đẻ nát hắn. Không có sử dụng pháp khí, hoàn toàn sử dụng thực lực bản thân. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn bất động, chờ đối phương đánh tới, hắn mới xuất quyền tấn công lục kiếm vân. một quyền này hình dung như thế nào? theo lục kiếm vân, cảm giác giống như bị tinh thể nện trúng. trước mặt một quyền này, hắn nhỏ bé như sâu kiến, vô cùng bất lực. oanh, hắn trúng một quyền, lục kiếm vân bị đánh bay ra ngoài, hắn ngã ra khỏi lôi đài. âm thanh ủng hộ bên dưới im lặng, mỗi người đều sợ hãi ra đầu tê dại. chỉ một quyền mà thôi, lục kiếm vân đã bị đánh bại, thực lực chênh lệch lớn thế nào? t người này cũng bài danh ít nhất 9.000 vị trí đầu trên tinh võng. Không sai, một vạn và 9.000, tranh lệch giống như trời và đất. Lăng Hàn đã mạnh như vậy, vì cái gì còn tổ chức lôi đài, trực tiếp có thể thu được danh ngạch báo danh. Ách, có lẽ là người ta cố ý trang bức, chương 4259, thiên tài, mỹ nữ tụ tập. Không quản Lăng Hàn có bao nhiêu trang bức, hắn đánh bại lục kiếm vân chính là sự thật kiên cố nhất. Bởi vậy, thời điểm Lăng Hàn thu hồi lôi đài muốn trở về, lập tức có rất nhiều người vây quanh muốn giao hảo với hắn lang hàn cũng không cố ý đắc tội với người khác nói chút lời khách sáo cũng không nói cái gì thực chất lúc lang hàn dự định trở về hắn bị một lão giả cản lại lão hủ là người cửu dương thánh địa không biết tiểu hữu có thời gian hay không lão giả nói lang hàn bày lôi đài này không phải là vì hấp dẫn người cửu dương thánh địa hay sao hắn cười nói có thời gian ha ha sang bên kia trò chuyện lão giả cười nói hai người đi lên phía trước mặc dù lão giả nói muốn trò chuyện nhưng vẫn không nói gì lăng hàn cũng không vội hắn xem người này như không tồn tại qua một thời gian lão giả mới mở miệng nói vì sao tiểu hữu bày lôi đài lăng hàn ăn ngay nói thật ta không thỏa mãn điều kiện báo danh nào của thánh địa cho nên chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này hy vọng thánh địa có thể mở cửa sau đồng ý ta báo danh câu trả lời này làm lão giả không nghĩ tới hắn nhìn lăng hàn trên mặt ngạc nhiên ngươi có thể dùng một quyền đánh bại lục kiếm vân, bài danh tinh vọng ít nhất cũng hơn 9 ngàn, tại sao không đủ điều kiện? Lang Hàn cười cười, bởi vì có một ít nguyên nhân cá nhân, ta không có đánh đẳng cấp chiến. Thì ra là thế, lão giả tin tưởng, bởi vì quả thật có một ít đại gia tộc không cho hậu nhân đi đánh bài vị chiến, có nguyên nhân ít xuất hiện, có một ít muốn làm nên tiếng hot king n người, mặc dù không nhiều nhưng thật sự có tình huống như thế. Thì ra là thế, lão giả cũng cười, nói, tốt, Lão hủ biết, xét thấy tình huống của ngươi, thánh địa nên có tình huống xử lý đặc biệt, ngươi ở lại nơi này, chờ qua mấy ngày lão hủ xin thông hành lệnh sẽ đưa qua cho ngươi. Thật cảm ơn, lão giả rời đi, Lăng Hàn trở lại khách sạn, hắn đã đạt thành mục đích, hắn không cần bố trí võ đài. Nhưng hắn không bày lôi đài, trên tinh võng lại bàn tán xôn xao. Phần lớn người đều cho rằng Lăng Hàn sợ, lục kiếm vân bại một lần, sau đó sẽ có vị trí trước 9.000, trước 8.000 và người mạnh hơn xuất hiện, bọn họ sẽ khiêu chiến hắn, mà Lăng Hàn biết mình không địch lại, cho nên mới chủ động thu quán. Gia hỏa không thua nổi, còn cái gì chú đỉnh đệ nhất cao thủ, nói đùa. Kẻ hèn nhát, trên tinh võng mắng chửi rất hung, nữ hoàng, hổ nữ và bích tiêu công chúa rất tức giận. Lăng Hàn không quan tâm, hắn chờ đợi khảo hạch đến. Thỏa mãn một trong ba điều kiện của cửu dương thánh địa sẽ thu được tư cách báo danh, có thể trở thành đệ tử chính thức hay không cần trải qua sàng lọc. Không qua bao lâu, lão giả kia đã mang theo thông hành lệnh đưa tới cho Lăng Hàn, Lăng Hàn nhỏ máu tươi trước mặt hắn, hoàn thành ràng buộc linh hồn, nếu không, chỉ một khối thông hành lệnh hoàn toàn có thể truyền tặng người khác. Giống như nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu đi báo danh, sau khi chứng nhận thông qua cũng đã nhận được một khối thông hành lệnh, tích một giọt máu tươi tiến hành khóa lại. Thời gian chỉ còn lại một tháng, cửu dương thánh địa khai sơn thu đồ lần thứ nhất bắt đầu, bỏ lỡ lần này phải chờ thêm một năm, mà cơ hội như vậy cũng chỉ có 10 lần, 10 năm sau, cửu dương thánh địa sẽ phong bế sơn môn, không biết sẽ mở ra khi nào lăng hàn siêng năng tu luyện mỗi ngày sau khi hắn sửa tu cổ dương thiên kinh tiến cảnh của hắn tăng nhanh hơn vài lần một tháng trôi qua hắn đã tu ra ba thiên đỉnh đầy đủ thiên đỉnh chính là cực hạn của chú đỉnh nhưng lăng hàn sẽ không thỏa mãn với thiên đỉnh hắn muốn tu ra cửu đỉnh cực hạn nhưng từ thiên đỉnh đến tứ đỉnh rất khó vượt qua bước này cho dù là lăng hàn cũng không thể đột phá nổi việc này cần thời gian nhất định dù sao hắn vừa đột phá thiên đỉnh quá trình này quá nhanh, dù không đột phá tứ đỉnh thì hắn cũng cần lắng động tu vi. Lúc này, cửu dương thánh địa mở sơn môn thu đồ đệ chính thức bắt đầu. Có thể nói, trừ địa phương thực sự quá vắng vẻ, phần lớn thiên kiêu trong tinh không đã tới nơi đây, thậm chí không thiếu hậu duệ tổ vương, truyền nhân đại đế. Tiên pháp cấp bậc thánh cấp, đại đế học nhiều không ai chê ít, trừ phi bản thân đạt đến thánh cấp mới có thể chân chính bắt đầu đi ra con đường của mình, đi xung kích vị trí tổ vương trăm ngàn năm mới có một. Bởi vậy, trong đám người thỉnh thoảng có tiếng kinh hô ai tới, ai đến. Đế tộc lâm thất, tuy không phải truyền nhân mạnh nhất nhưng tinh võng bài danh 207, quả thực hù chết người. Người nhìn tóc của hắn, đó là hỏa diễm đang bốc cháy, quá kinh khủng. Người như thế, một chiêu có thể miểu sát trăm thiên đỉnh. Nhất định thế, nghe nói lâm thất đã tu ra thất đỉnh, thiên tài đương thời ai có thể siêu việt. Thất, đỉnh, còn bên kia, bát bảo thánh địa đạo tử Cam Bình, tinh võng xếp hạng 188. Tuy không phải hậu nhân đại đế, không có huyết mạch mạnh nhất, nhưng nghe nói hắn là tiên thiên thánh thể. Giải Nghênh Thu, thánh nữ của Hoa Vô Tông, mặc dù bài danh chỉ hơn 2 ngàn, lại là 100 đại mỹ nhân trong tinh không, quả nhiên đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đàm Mộng, quý nữ của Kim Tàm Thánh Địa, đồng thời là vật vật trên tuyệt sắc bảng. Giang Diệp Phỉ, thánh nữ Thái Lâm Tông, bài danh 72 trên tuyệt sắc bảng. Thật sự quá đẹp, nếu có thể cưới kiều thê như thế, đời này không tiếc. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, trăm đại mỹ nữ trong tinh không, có ai không tâm cao khí ngạo, muốn gả cũng phải gả cho Tuấn Kiệt thực lực bài danh top 100. Ở chỗ này, cường giả có thực lực được vây quanh, mỹ nữ tuyệt sắc cũng hấp dẫn ánh mắt người khác. Hổ nữ không phục, nói, nữ còn đẹp hơn các nàng nhiều. Lăng Hàn cười ha ha, ôm nàng nói, đương nhiên, Phốc, có người cười lớn, thật sự không biết xấu hổ, lại nói mình đẹp hơn giải nghinh thu, đàm mộc, người lấy tự tin ở nơi nào. lang Hàn trừng mắt nhìn sang, khi thế lộ ra, sắc mặt người kia trắng bệch, hắn không dám phát ra tiếng nào nữa. Đây là thu đồ năm thứ nhất, có một ít thiên tài khoảng cách quá xa, vẫn chưa chạy tới nơi này, có chút khả năng đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, có khả năng đang mạo hiểm di tích cổ nên không biết tin tức. Tóm lại, trong nhóm người hiện tại chỉ có khoảng 2.000 người bài danh trước một vạn trên chú đỉnh cảnh, phần lớn từ 1.000 đến một vạn, bài danh trước mấy trăm tương đối ít. Bài danh cao nhất chính là Cam Bình, 188. Có 11 mỹ nữ đến từ tuyệt sắc bảng, bài danh cao nhất chính là Đàm Mộc, bài danh 53, mà thực lực mỹ nữ mạnh nhất chính là Giải Nghinh Thu, thực lực xếp hạng 2000. Kỳ thật cũng có mỹ mạo và thực lực, ví dụ 10 vị trí đầu của tuyệt sắc bảng, mỗi một người đều là siêu cấp thiên tài. Khục, sàng lọc chính thức bắt đầu.